rằng là cái góc nhìn của anh chị, cái đánh giá của anh chị, đúng không ạ, về những cái khó khăn mà các doanh nghiệp có thể đối mặt trong 2023 này, và các anh chị có thể chia sẻ một cách xúc tích ngắn gọn nhất giúp cho Tưởng, đúng không ạ, không quá 2 phút. Có lẽ xin mời từ anh Hải ạ. Dạ. Em xin mời anh trước ạ. Chúng ta chia sẻ rất nhanh thôi, anh đánh giá như thế nào về kinh tế 2023 và dưới góc nhìn của anh? Dạ. Đầu tiên thì hôm nay tôi đến đây rất là vui. Sau 30 năm với phong trào doanh nghiệp trẻ thì thấy rằng là chưa bao giờ ở cái thế của chúng tôi có được những tổ chức được những cái buổi hoành tráng như thế này. Và nếu như mà nhìn vào cái khí thế của anh em doanh nghiệp trẻ Hà Nội ngày hôm nay ấy, thì tôi không nghĩ rằng là ngoài kia là đang có khó khăn. Nên là ban tổ chức nói rằng là đã nhìn những cái khó khăn như thế nào thì quả tình là tôi cũng không thấy. Đấy. Nếu như ban tổ chức mà cho phép cho tôi 5 phút và có thể dừng sau thì tôi có thể có những cái chia sẻ. Nhưng anh chỉ có 2 phút ban đầu về các cái ba cái cuộc khủng hoảng mà tôi đã từng đi qua, và có thể đâu đó thì có thể có đem lại những cái sự chia sẻ, có những cái kinh nghiệm cho các bạn trong cái thời gian tới. Cái như này, anh cứ có thể trả lời giúp em trước, anh nhìn nhận thế nào về kinh tế 2023, còn phần của anh em sẽ dành câu hỏi sau. Anh thấy lạc quan. Anh thấy lạc quan ạ. Vâng, một tràng pháo tay cho anh Hải. Có lẽ thì ban tổ chức phải xem lại cái video vừa rồi, thông điệp không đúng lắm thì phải. Xin mời anh Long ạ. Anh chia sẻ rất ngắn gọn ạ. Anh đánh giá nhìn nhận như thế nào về kinh tế 2023, ngắn gọn nhất có thể. Alo. Alo. Ban tổ chức. Alo. Alo. Tôi nghĩ là đứng ở góc độ của anh Hải là doanh nghiệp lớn và anh lạc quan thì có nghĩa là thực ra đây là một cách động viên anh em chúng ta. Còn ở góc độ nếu mà cá nhân tôi cũng như một số doanh nghiệp vừa hoặc là một số anh em doanh nghiệp vừa và nhỏ ấy, thì tôi nghĩ rằng là năm 2023 thì là tiếp tục một năm khó khăn. Có thể nói là rất khó khăn đối với các doanh nghiệp, và chúng ta chắc chắn chúng ta phải chuẩn bị sẵn một cái tâm thế để đối mặt với nó. Vừa bắt đầu các anh đã cãi nhau rồi ạ. Dạ. Rồi, xin mời anh Thông ạ. Dạ, rất vui xin được gặp lại các anh chị ở Hà Nội BA. Lần trước cũng xuân đoàn viên đầu năm 2021 được gặp gỡ với các anh chị trong vai trò moderator, và sau đó trong Tết Doanh Nhân 13 tháng 10 cũng ngồi nói với nhau, và lúc đó chúng ta nói Thông lúc đó đưa ra quan điểm và tranh luận với bạn Tuấn bên Dragon Capital về chuyện lạm phát. Tuấn lúc bảo là không có gì phải lo lạm phát, và lúc đó qua mạng Thông cũng trả lời là chúng ta vẫn phải giữ một mắt keep an eye để nhìn về lạm phát. Và thực tế sau đó cuối năm 21 và bước vào năm 22, chúng ta đang gặp những cái nhiễu động không khí, và năm 23 chúng ta đang ở trong cái vùng nhiễu động không khí. Và trong vùng nhiễu động không khí đó, không phải tất cả các chiếc máy bay đều phải bay xuống, vẫn có cơ hội cho những chiếc bay lên, nhưng mà có lẽ số lượng máy bay mà tận dụng được luồng nhiễu động không khí để bay lên sẽ ít hơn rất nhiều so với những chiếc phải hạ độ cao. Rồi, cảm ơn anh Thông ạ. Vâng, chia sẻ rất ngắn gọn. Em xin mời chị Hà, chị nhìn nhận như thế nào góc nhìn của chị về 2023? Vâng ạ, nếu khi lúc nãy thì chúng ta thấy là anh Hải thì có nói là tức là nhiều khả quan, có trên tất cả thì nó đang là một, có những cái điểm sáng và có là màu sáng. Anh Long thì có chia sẻ là nó còn nhiều khó khăn. Anh Thông thì cũng có nói đến câu chuyện là chúng ta trong vùng nhiễu động thì có cái được bay lên và có cái đi xuống. Thế còn trên quan điểm của tôi và đối với ngành hàng, cái ngành mà Tập đoàn Bảo Sơn tham gia vào thị trường cũng như nhìn nhận chung của các cái doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, thì tôi cũng thấy là còn muôn vàn khó khăn trong kinh tế năm 2023, mặc dù năm 2022 thì thấy có rất là nhiều điểm sáng. Nhưng trên cơ sở đấy thì tôi cũng thấy là trong nguy thì có cơ và cũng có nhiều cơ hội để cho một số doanh nghiệp có thể bứt phá. Vâng ạ. Rồi, xin cảm ơn một tràng pháo tay chị Hà, đúng không ạ? Anh Phú, anh cứ chờ một chút ạ, em để dành anh sau. Rồi. Bây giờ tôi lại muốn nghe các anh chị ở dưới hội trường ạ, ban tổ chức chuẩn bị giúp tôi một số mic ạ. Bây giờ tôi muốn nghe khoảng 2-3 anh chị trực tiếp ở trong hội trường này, các anh chị đánh giá như thế nào dưới góc nhìn của anh chị. Đặc biệt tôi rất muốn nghe SME ạ, ngành có thể là thương mại, sản xuất, dịch vụ gì đó. Các anh chị đánh giá như thế nào về 2023, kinh tế 2023 ảnh hưởng nào tới anh chị, và những cái khó khăn nội tại mà anh chị nghĩ rằng và đang cảm nhận được và đang gặp phải thực tế của 2023. Chúng ta nhớ lại là tôi đã nói ngay từ đầu hôm nay là một diễn đàn mở,
làm sao để chủ đề ngày hôm nay và cái chất lượng của buổi tọa đàm nó được sát nhất với nhu cầu của anh chị thì chúng tôi rất là muốn được nghe các anh chị chia sẻ. Xin mời ạ. Rồi, xin mời một cánh tay đầu tiên ạ. Các anh chị có thời gian không quá 2 phút nhé. Anh xin giới thiệu, em là Nguyễn Đăng, CEO của vé giá rẻ.com. Đứng ở góc độ là du lịch với cả các cái vé thì em đang nhìn thấy cái cơ hội đấy nhiều hơn. Như 2022 thì doanh số của vé rẻ tăng hơn 3 lần so với trước dịch 2019 và đang mong muốn là trong 2023 thì có thể sẽ tăng hơn so với 2022. Được hiểu là các cái dịch vụ có thể từ du lịch hay là thăm nghỉ dưỡng. Vâng ạ, xin chào các anh. Em là Nguyễn Trung Kiên, là chủ tịch của Quỹ Việt Nam Singapore. Thì với góc nhìn của một công ty về đầu tư và tư vấn thì tôi thấy rằng là trong cái năm 2023 này thì cơ hội nhiều hơn thách thức. Và 2023 đấy là cơ hội cho SME có thể vươn lên trở thành những doanh nghiệp chung và lớn hơn. Còn trong thời đại bình thường thì rất khó có thể vượt lên bằng các doanh nghiệp lớn các anh đang ngồi ở trên kia. À, hai ý kiến ở dưới cũng bắt đầu mâu thuẫn rồi ạ. Đấy, chúng ta thấy không ạ? Đấy là lý do các anh chị phải có mặt trong buổi ngày hôm nay ạ. Tôi xin mời một ý kiến thứ ba. Đâu, Hà Nội eBay đâu rồi ạ? Tinh thần Hà Nội eBay đâu rồi ạ? Hôm nay rất nhiều khách mời các tỉnh nữa, chúng ta về thể hiện tinh thần Hà Nội eBay chứ ạ. Xin mời một ý kiến thứ ba. Vâng, xin mời ạ. Alo. Vâng, xin giới thiệu với tất cả quý vị, tôi là Nguyễn Hồi, thì cũng đang phát triển quỹ đầu tư Việt Nam Singapore. Thì có lẽ rằng là quý vị cũng nhìn thấy các chuyên gia có rất nhiều ý kiến đúng không ạ? Thì ý kiến của tôi trong cái chương trình ngày hôm nay thì tôi thấy rằng là thị trường xu hướng chung là bù trừ cho nhau, là theo quan điểm của tôi là sẽ đi ngang. Và tất cả các ngành kinh doanh thì như tôi cảm nhận thấy rất rõ rằng là tất cả những cái kế hoạch trong tháng 1, quý 1 khởi động thì đâu đó là thị trường đã đứng nhìn và có tiền thì họ cũng không đầu tư. Họ đang bỏ tiền ngân hàng hoặc để trong két nhà mình. Vậy nên nếu như lúc này mà chúng ta có một cái cơ hội nào đó mà đảm bảo được cái sự an toàn, nó sẽ khác rất nhiều với câu chuyện chúng ta huy động vốn từ cái câu chuyện là niềm tin. Thì giai đoạn hiện tại là cái giai đoạn mà nó sẽ phụ thuộc vào doanh nghiệp có nội lực, là có những cái sự đảm bảo. Thì tôi nghĩ rằng là với một cái nền tảng như vậy thì nó dễ dàng là tăng trưởng và phát triển mạnh hơn. Trong giai đoạn hiện tại thì tôi đồng ý với Chủ tịch Kiên là giai đoạn hiện tại là giai đoạn là cái cơ hội doanh nghiệp nhỏ có thể bứt phá thành doanh nghiệp lớn nếu như biết tận dụng tất cả những cái đòn bẩy liên quan đến công nghệ, đặc biệt là công nghệ như là các chị thấy vừa rồi là ChatGPT ra đời đúng không ạ? Thì tôi thấy rằng là cái việc sản xuất các những cái sản phẩm về truyền thông nó nhanh tới mức độ mà không tưởng. Thì tôi thấy rằng nếu như quý vị ngày hôm nay không tận dụng xu hướng thì có lẽ rằng chúng ta cực kỳ là lãng phí cái cơ hội, và chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi, bứt phá từ một doanh nghiệp nhỏ, bứt phá chung cho thể lớn hơn trong một thời gian 1 tới 2 năm tới. Thì đây là cái lợi thế của doanh nghiệp nhỏ. Và doanh nghiệp lớn thì cái cấu trúc nó quá lớn rồi. Giai đoạn hiện tại phải xử lý những vấn đề của mình còn chưa kịp. Cho nên tôi nghĩ rằng là đây là một cơ hội dành cho những doanh nghiệp nhỏ và vừa để bứt phá, chinh phục cái thị trường mục tiêu. Khi mà cái sóng thị trường nó khởi sắc vào năm 2024 và 2025 thì đây là một cái năm có thể nói là nền tảng. Vâng, xin cảm ơn anh ạ. Vâng, một tràng pháo tay dành cho anh ạ. Dạ, vâng. Xin cảm ơn anh rất nhiều. Nghe tôi chia sẻ một chút ạ. Xin cảm ơn ạ. Vâng, tôi xin được nghe một ý kiến cuối cùng của một anh ở một hội khác được không ạ? À, hôm nay tôi biết rất nhiều anh ở Phú Thọ, Thái Bình, rồi Đà Nẵng. Rất là mong có thể là một hội anh em chúng ta có thể chia sẻ một ý kiến được không ạ? Một anh đại diện bất kỳ ạ. Dạ. Chúng ta sẽ tăng cường giao lưu ạ. Dạ. Anh Ngọc chỉ giúp em thì em không biết là anh tên gì ạ. Xin mời anh ạ. Dạ. Cảm ơn anh Ngọc đã phím cho em. Dạ. Vâng, anh có thể giới thiệu ngắn gọn anh đến từ hội nào và doanh nghiệp của anh ạ. Dạ. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Lê Đình Thắng, là Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ của Bà Rịa Vũng Tàu. Kính thưa các vị khách quý, kính thưa tất cả các anh chị. Vâng, Bà Rịa Vũng Tàu, một tràng pháo tay thật lớn cho Bà Rịa Vũng Tàu anh chị. Có lẽ rằng qua cái clip của Doanh nhân trẻ Hà Nội đấy, thì cá nhân tôi cũng đang điều hành một doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực bất động sản và xây dựng. Và có lẽ là cũng thấy thấm thía những cái diễn biến trong thời gian vừa qua. Ngay sau đại dịch Covid-19, rồi lại đến
tiếp tục một cái sự cố nữa là chiến tranh giữa Nga-Ukraine. Và đối với trong nước thì chúng ta biết rằng là cái chính sách về thắt chặt tín dụng liên quan lĩnh vực bất động sản. Và có lẽ là không phải là mình lĩnh vực bất động sản không, mà tất cả cái lĩnh vực khác nó cũng có cái dấu hiệu bởi vì cái dòng chảy của tài chính nó yếu. Thì với cá nhân tôi nhận định hiện nay có lẽ rằng nền kinh tế đang có rất là nhiều cái dấu hiệu của suy thoái và các doanh nghiệp đang rất khó khăn. Phải nói một cái chia sẻ thật, không phải là lạc quan được. Và tôi cũng muốn rằng là đây là một cái nhận định đúng để chúng ta có những cái quan điểm, có những cái góc nhìn, có những cái điều hành doanh nghiệp mình để duy trì và vượt qua cái cơn khủng hoảng này. Xin cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn anh rất nhiều ạ. Dạ. Như vậy thì chúng ta nghe qua ý kiến của các vị diễn giả và khoảng 4 anh chị ở dưới, chúng ta thấy rằng rất nhiều quan điểm cũng rất là khác nhau đúng không ạ? Người thì lo so rằng cơ hội, rồi anh Thông thì bảo là vùng nhiễu động lên hay xuống thì do ông và nội lực của ông nữa. Rồi người thì coi rằng lại đây là cơ hội để SME vươn mình. Nhưng mà đâu đó khoảng 2/3 ý kiến thì tôi thấy có vẻ khó khăn là nhiều. Anh Phú ạ, em để dành anh cho cái câu hỏi cuối của cái phần nhận diện. Năm ngoái đến chúc Tết anh cùng với Hội Doanh nghiệp Trẻ Hà Nội thì em được nghe anh chia sẻ về cái cách mà nền kinh tế nó vận hành trong dịch và cái dòng tiền, các cái dòng vốn nó chảy. Và nó dừng đến đấy thôi, nhưng bây giờ lại sau một năm thì cũng không biết nó như thế nào. Thì rất là mong anh có thể chia sẻ một cái góc nhìn tổng quan hơn một chút về cái nền kinh tế hiện nay của thế giới và Việt Nam đang như ở tình trạng như thế nào, đặc biệt là những cái dòng vốn và dòng tiền đang chảy như thế nào, và anh nhìn nhận như thế nào về những vấn đề tương đối mọi người rất quan tâm hiện nay về lạm phát, về lãi suất và các cái vấn đề khác. Xin mời anh. Dạ. Thì như vừa rồi một loạt các cái câu nhận định ấy, thì như tôi nói sẽ không có một cái nhận định nào đúng cho tất cả. Vì bản chất, ví dụ như trong dịch bệnh thì như ông bán kit test, ông kiếm một mớ, nhưng ông khác thì chết, đúng không ạ? Thì trong quy luật, dòng tiền nó giống dòng nước ấy, nó chảy vào chỗ này thì chỗ khác nó bị cạn. Vậy thì mình phải tự nhận biết là cái dòng tiền nó có chảy vào mình hay không, và tự mình mới biết, chứ còn không ai biết. Chính vì vậy nên sẽ không có một câu nhận định đúng cho tất cả các doanh nghiệp. Còn ở đây ấy, thì tôi chỉ nhận định ở cái mặt tổng quan, theo mọi người quy luật như này này. Khi lãi suất cao, và cách đây 3 năm tôi nhớ là năm cuối năm 2021 mà cũng có buổi đàm tương tự như vậy, tôi đã có nhận định là tôi đánh cược với mọi người là trong vòng 3 năm nữa nó sẽ lạm phát, mà không phải mà lạm phát toàn cầu luôn. Và giá nó sẽ tăng từ 50 đến 300%, thì mọi người hình dung là đúng là sau đó thì dầu mỏ đang từ 30 đô lên 90 đô đúng không ạ? Hay là nhôm từ 1.400, 1.500 nó lên 3.500. Thì và buộc các chính phủ vì dịch người ta bơm tiền ra nó gây lạm phát, thì người ta phải co lại. Đặc biệt Mỹ họ co lại, họ tăng lãi suất từ 0% bây giờ lên 4.75 rồi, và khả năng nó sẽ lên khoảng 2 lần nữa là 5.5. Mọi người hình dung rằng lãi suất gốc của Fed tăng lên 5.5 thì có tiền về đến Việt Nam mình nó ít nhất phải 8 chấm. Đấy là đô la. Vậy thì 8 chấm thì nó lên đến tiền Việt đồng nó sẽ lên trên 10 chấm. Vậy thì đỉnh của nền kinh tế sẽ là giai đoạn Fed ngừng tăng lãi suất, đấy là đỉnh. Là đáy của nền kinh tế. Và khi lãi suất tăng, mọi người cứ hình dung như này, lãi suất tăng thì thôi thay vì đi mua cái xe, mua cái nhà thì tôi gửi bố vào tiết kiệm. Thế rồi anh có 1 tỷ thì định đi mua xe, thôi lãi cao quá tôi tạm gửi vào tiết kiệm, tôi đợi mua sau. Định mua cái nhà tôi gửi vào. Đấy là cái làm cho mọi người sẽ hình dung nó nguy hiểm như nào. Khi đáng nghe tiêu đi thì các nhà máy, các cái có việc làm nó sẽ tạo ra một cái chuỗi. Còn bây giờ họ không làm nữa, họ gửi tiền vào ngân hàng. Còn ông định đầu tư bất động sản thì không có khách mua thì cũng dừng đầu tư. Thì ở đây tiền trong lưu thông thì không giảm nhiều hoặc không giảm, nhưng cái hệ số nhân tiền giảm. Tức là bây giờ lãi suất cao, khó khăn, khó trả nợ thì người ta sẽ chặt lại. Ngày xưa đáng nhẽ mua chịu, bán chịu với nhau dễ, nhưng bây giờ không bán chịu nữa vì người sợ mà. Thì tự cả nền kinh tế nó co lại. Thí dụ trước đây hệ số nhân tiền khoảng 3-4 lần, bây giờ nó chỉ 1 lần hoặc 1.5 lần thôi. Mọi người hình dung là cái lượng tiền nó sẽ giảm như thế nào. Và đương nhiên lượng tiền nó lên giảm thì nền kinh tế sẽ khó khăn. Đây là nhìn chung nhé, ý tôi nói là chung. Nhưng mà ít mà lại chảy vào túi mình thì nó vẫn lớn. Vậy thì cái tỷ lệ tăng trưởng là sẽ ít. Và chỉ có những doanh nghiệp mà khó khăn trong dịch thì bây giờ sẽ tăng trưởng. Còn những ông mà trong thuận lợi trong dịch thì chắc chắn chết, không phải bàn. Đấy. Thì đấy là những cái nhận định sơ bộ. Như vậy là cái cơ bản là sẽ khó khăn vì lượng tiền trong lưu thông, hệ số quay tiền giảm.
và nó tác động đến toàn nền kinh tế luôn. Đấy thì đấy là cái mọi người hình dung là như vậy, để mọi người biết là nó sẽ khó khăn chung đa phần, đặc biệt kể cả tiêu dùng, bán lẻ, bất động sản, tất cả sẽ là khó khăn. Nó giống hệt giai đoạn hiện nay, nó giống hệt Việt Nam chúng ta năm 2011 và 2012. Thì đấy mọi người hình dung như vậy. Và năm lần này khó khăn sẽ kéo dài hơn giai đoạn khủng hoảng lần trước. Lý do lần này là khủng hoảng toàn cầu, không phải là mình nước Việt Nam chúng ta. Và Việt Nam chúng ta sẽ đi sau thế giới. Mỹ nó sẽ thoát trước. Khi nào châu Âu, Mỹ nó sẽ thoát thì Việt Nam chúng ta mới thoát. Còn Việt Nam bây giờ đang đến sau, chưa phải là đỉnh. Việt Nam chưa phải là đỉnh của lạm phát, chưa phải là đỉnh chưa phải là đáy đâu. Vì Việt Nam mình bây giờ vẫn đang, mọi người còn đang cảm nhận. Nhưng khi nào mọi người hình dung là lãi suất Việt Nam đẩy lên, bắt đầu tất cả kỳ hạn trái phiếu hoặc những khoản trung hạn vay từ năm ngoái năm kia đến hạn ấy, thì lúc đấy nó bắt đầu lộ rõ mọi chuyện. Và tôi đang dự đoán nó sẽ xấu nhất, nó rơi vào khoảng, nhìn chung là các ngành hàng thì nó sẽ rơi vào khoảng từ quý 1 cho đến quý 2 là xấu chung. Nhưng bất động sản nó sẽ lùi sâu hơn một chút nữa. Đấy, sau đó đến ngân hàng. Ngân hàng chắc chắn cuối năm nay và đầu năm sau sẽ gặp vấn đề. Đấy, vì khi nợ không trả được thì ông ngân hàng chết gì nữa. Bây giờ thì ngân hàng vẫn lãi đấy. Vì bây giờ cứ lãi tăng lên thì đương nhiên lãi ngân hàng rất là cao. Nhưng mà đến lúc mà các ông trái phiếu rồi bảo các khoản đến hạn không trả được phải trích lập dự phòng, lúc đấy nó sẽ xấu. Và khi ngân hàng xấu rồi thì nó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ chứng khoán vân vân. Và nhận định là gì? Khi nào Fed ngừng tăng lãi suất, đấy là đáy của nền kinh tế thế giới. Và Việt Nam, đáy của Việt Nam sẽ đi sau khoảng 3 đến 6 tháng. Sau đó nó bắt đầu đi ngang xong và sẽ lên. Và tôi nghĩ là để nó đi lên ít nhất phải tầm 2024, cuối 2024 và 2025 mới bắt đầu quá trình. 2024, 2025 nó sẽ giống hệt những năm 2014, 2025 của chu kỳ trước. Thì đấy là những cái nhận định chung của tôi. Cảm ơn mọi người. Rồi, một tràng hoa tay rất tuyệt vời cho anh Phú ạ. Chúng ta sẽ quay trở lại với anh Hải. Cái điều mà em cũng định hỏi anh ấy, nhưng em bảo anh nên để dành, bởi vì là em sẽ hỏi phần sau. Thì đây chính là cái lúc mà cần anh chia sẻ. Như anh nói là ba cuộc đại khủng hoảng anh đã trải qua, và cũng nhiều năm anh quay trở lại xuất hiện với một cái tọa đàm như thế này của Hội Doanh nhân trẻ với rất nhiều thế hệ đàn em ở bên dưới. Thì em muốn nói một chút là với tư cách là một tập đoàn lớn và rất là đa ngành, anh Hải, thì anh có thể chia sẻ là vậy thì không chỉ hiện nay, đúng không ạ, với những cái bối cảnh mà như anh Phú và anh chị vừa chia sẻ, rồi những cái cuộc khủng hoảng trước, vậy thì với tâm thế của một người doanh nhân trẻ, với cá nhân anh trong suốt mấy chục năm như vậy khởi nghiệp và đến bây giờ, anh muốn chia sẻ gì với thế hệ đàn em chúng em ạ? Dạ, xin mời anh. Đầu tiên thì tôi xin giới thiệu một chút là Alpha Nam ấy thì làm luôn luôn là đi theo các cái triết lý, và từ cái triết lý thì đề ra các mục tiêu. Và cái nguyên tắc về bám mục tiêu thì rất là kiên quyết bám chặt. Thế thì trải qua cái khủng hoảng lần đầu tiên năm 1997, thì lúc đấy là chúng tôi cũng rất là nhỏ, và cái tinh thần của người doanh nhân trẻ đấy, nó trỗi dậy, giống như là mình ở chân tường ấy, vùng lên. Và vì vậy là tôi là được giải thưởng Sao Đỏ đầu tiên năm 99. Đấy là cái ý chí của người Việt Nam. Cái cuộc khủng hoảng thứ hai là, và sau cái đó thì tôi thấy rằng là có một cái rủi ro là mình chỉ làm có một thứ đó, thì nó sẽ rất là rủi ro. Và vì vậy là sau cái khủng hoảng lần đầu thì tôi nghĩ rằng là phải chia trứng ra nhiều giọ, và bắt đầu một cái tinh thần là mỗi một năm xây một nhà máy, mỗi năm là mở ra một lĩnh vực để làm đa ngành. Và cái khẩu hiệu đa ngành nó là cái gọi là kim chỉ nam cho cái hành động của Alpha Nam. Và làm liên miên rất là nhiều thứ. Sau đó lại được cái đại thắng của chứng khoán ấy, thì lại có nhiều tiền, lại càng đầu tư nhiều. Thế nhưng mà sau đó thì vấp vào cái 2013. 2013 thì nó là một cái thách thức thật sự. Lãi suất lên đến 24%. Và đây là một cuộc có thể nói rằng là một cái thử thách cho cái việc là cái triết lý về đa ngành. Và từ đó thì tôi rất là dị ứng với cái chữ đa ngành, vì mình phải trả giá cho nó. Trứng bỏ nhiều giọ quá, không biết trứng nó nằm ở đâu, thế là cuối cùng mất cũng nhiều. Thế thì từ đó thì là gọi là quay trở lại, và một từ năm 2013 cho đến nay thì chúng tôi không chọn là một công ty đa ngành, mà chúng tôi chuyển hướng là trở thành một công ty mà xây dựng các trụ cột. Và vì trụ cột ấy thì nó chỉ còn 3 đến 4 trụ cột thôi, và
vì cái triết lý từ năm 2013 đấy là chuyển sang thành công ty hoạt động theo các trụ cột, nên nó đã vượt qua được cái Covid vừa rồi. Khi mà có các trụ cột nó đỡ cho nhau, khi mà ngành khách sạn du lịch có thể nói rằng kể cả bất động sản là tổn thất rất là nặng nề, có thể nói rằng là mỗi ngày mất cả tiền tỷ giả lãi ngân hàng và đồng thời kiểm tra cả cấp nữa, thì nếu như không có các trụ cột khác hỗ trợ thì nó sẽ trả giá rất lớn. Và từ đó thì tôi quay trở lại với cái sản xuất là một trong các trụ cột mà quan trọng, để giống như anh Phú nói ấy, là khơi cái dòng chảy, nước nó chảy về đâu. Và sau 3 năm Covid thì cái tăng trưởng của những cái sản phẩm sản xuất ấy lên đến 450, vừa rồi vừa tổng kết 450% trong vòng 3 năm. Thì lại rút ra một cái kết luận nữa là như thế này, là trong khó khăn ấy, thì cái việc mà phải làm việc tập trung là cực kỳ quan trọng. Là lúc đấy lại trở thành là một nghề thì sống, đống nghề thì chết. Đấy, là phải làm tập trung. Và làm thế nào đó thì để cho cái sản phẩm của mình là sự lựa chọn tốt nhất đối với khách hàng. Thì từ cái đó thì tự nhiên là mọi cái dòng tiền, dòng chảy nó sẽ đổ về với mình. Và như vậy là đa ngành cũng đúng. Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh cũng đúng. Vấn đề là mỗi một hoàn cảnh khác nhau, khi mà khó khăn thì buộc phải tập trung cao độ, và khi mà có cơ hội thì phải lan tỏa. Xin hết. Rồi, cảm ơn anh Hải rất nhiều. Em thì không biết anh có đánh cháo khái niệm không, như từ đa ngành anh lại ba trụ cột, mà xong đấy không biết lại cột to lại có cột nhỏ không. Đấy, thì thôi em xin hỏi thêm chị Hà, là cũng là một tập đoàn, thôi em cũng xin phép tạm dùng từ đa ngành, dù anh Hải cũng hơi dị ứng cái từ đấy. Thì vậy thì những cái vấn đề mà liên quan đến đa ngành trong khủng hoảng của Bảo Sơn, chị có gặp giống như của anh Hải An Phá Nam không, và Bảo Sơn hiện nay đang đối mặt những vấn đề gì? Đấy. Vâng ạ, thì chắc là đối với trên thị trường và vận hành đối với một doanh nghiệp thì cũng như là vận hành với một nền kinh tế thôi ạ. Bảo Sơn cũng hình thành được hơn 30 năm rồi và cũng đã từng trải qua những cái khủng hoảng không khác gì đối với An Phá Nam, và cũng trên phương diện là đầu tư. Nhưng mà tuy nhiên thì Bảo Sơn đã những cái năm mà trước cái năm khủng hoảng thì nó là cái thời điểm mà phát triển nóng, tại vì Bảo Sơn kể cả tham gia thị trường bất động sản cũng gần như là một trong những cái công ty đầu để tham gia thị trường bất động sản. Từ năm 1993 là Bảo Sơn đã tham gia vào các thị trường bất động sản rồi, và các cái mức thời điểm mà nó gọi là phát triển nóng của tập đoàn thì cũng là đến cái thời điểm năm 2009, 2010, 2011. Tuy nhiên trong cái thời gian cũng giống hệt An Phá Nam thôi ạ, thì đến cái thời điểm mà thị trường bắt đầu năm 2010, cuối năm 2010 là cái thời điểm mà chúng ta thấy là thị trường, vì chúng ta đi sau thế giới, đi sau cái khủng hoảng của châu Á một chút, thì bắt đầu khủng hoảng và nặng nề là kéo dài năm 2011, 2012. Các cái thị trường đi xuống thì Bảo Sơn lúc đấy đã hoạch định lại những cái chiến lược về đầu tư. Trước cũng như An Phá Nam thì nghĩ là đầu tư nhiều mảng, đưa trứng và nhiều giỏ thì nó sẽ an toàn. Thế nhưng sau các cái cuộc khủng hoảng thì mình mới thấy là phải tập trung không phát triển nóng mà phát triển bền vững, tập trung vào những cái thị trường cốt lõi của doanh nghiệp đề ra cái sản phẩm nào là sản phẩm cốt lõi thì mình đi vào và tập trung vào sản phẩm cốt lõi. Thì khi mà tập trung vào sản phẩm cốt lõi và cũng giảm dần các cái đầu tư, ví dụ như là Bảo Sơn cũng dần vẫn đầu tư bất động sản nhưng là tìm vào các cái thị trường, ví dụ như lúc nãy thì Tưởng cũng có nói chuyện là tại sao mà thấy Vườn Vua với Bảo Sơn vẫn bán hàng, vì thực ra là mình, cái sản phẩm của mình là mình không tập trung vào cái sản phẩm để đầu tư mà đầu cơ, mà mình tập trung vào cái sản phẩm để thực sự được đến tay người tiêu dùng và người tiêu dùng sử dụng. Thì khi mà nhu cầu thị trường, vì lúc nào thực ra là đối với thị trường thì nhu cầu lúc nào cũng có, nên khi mà mình đi đúng được cái hướng về sản phẩm thì sản phẩm của mình vẫn ra. Và như anh Phú nói thì doanh nghiệp có sống được là nguồn tiền phải lưu thông. Thì khi mà mình có những cái nguồn tiền lưu thông thì nó đảm bảo được cái sức khỏe của doanh nghiệp và doanh nghiệp có thể tồn tại. Và lúc nãy thì tôi cũng có nói là trong nguy thì có cơ, liên quan đến sản phẩm, ví dụ như là của tập đoàn Bảo Sơn. Thế thì vì là mình có tích lũy trong một thời gian tương đối dài và mình không phải không bị ảnh hưởng của cái việc là phải đi vay ngân hàng, và mình không có ảnh hưởng của cái việc là nguồn vốn gặp khó khăn, nên khi mà chúng ta có được một cái nguồn tức là máu ở trong tay, nguồn tiền ở trong tay, thì khi cái cơ hội thị trường đi xuống thì nó có rất là nhiều các cái cơ hội để mình có thể đầu tư và tăng cái sự tích lũy của doanh nghiệp. Thế thì khi đấy thì là mình bung tiền ra,
để mình đầu cơ và mình giữ. Và kể cả tôi cũng nói ví dụ một cái đơn cử như là thị trường dầu mỏ, thì trong khi mà thị trường dầu mỏ bắt đáy, tức là đến đáy, đáy nó gọi là đáy âm đấy ạ, của thế giới năm tức là dầu ví dụ WTI là dầu âm đến 45, âm đô la mà 45 chưa bao giờ xảy ra trên thị trường, thì khi mà mình có tiền trong tay mình mới thấy là cái cơ hội bắt đáy như thế, thì bắt đầu mình đổ tiền vào để mình đầu tư vào thị trường dầu mỏ. Thế thì khi mà mình đầu tiền vào thì đang gọi là âm, nhưng mà mình mua ở cái mức thấp nhất, nhưng mà đấy chỉ sau trong khoảng 2 tháng 3 tháng sau thì bắt đầu thế giới như Mỹ là ra rất là nhiều chính sách để hỗ trợ cho nền kinh tế và để cứu đẩy cái dầu mỏ lên, cũng như là Mỹ cũng cố gắng để hợp tác với cả OPEC. Thế thì đấy là cơ hội để cho mình kinh doanh. Theo chị Hà, vâng giống ạ. Như anh Hải cô nói là vâng. Một cái bài học rất quan trọng trong lúc khó khăn và khủng hoảng đấy là sự tập trung. Vâng. Thế thì cá nhân chị và Bảo Sơn thì bài học của chị là gì ạ? Ở đây thì như tôi vừa nói thì là mình tập trung vào giá trị cốt lõi. Và mình giá trị cốt lõi gì, doanh nghiệp xây dựng giá trị cốt lõi là gì, thì mình phải đi theo đúng cái giá trị cốt lõi đấy để mình tạo cái độ bền vững cho doanh nghiệp và tạo cái sức khỏe cho doanh nghiệp ổn định. Thế thì còn lại là khi mà mình đã có doanh nghiệp ổn định rồi thì cơ hội đến đâu thì mình bắt đến đấy để phát triển doanh nghiệp ạ. Xin cảm ơn ạ, rất là tuyệt vời phần chia sẻ của chị Hà. Tiếp theo ạ, các anh chị biết ở đây là chúng ta trong ba cái trụ cột của tăng trưởng kinh tế, đúng không? Chúng ta có đầu tư, có xuất khẩu và có tiêu dùng. Thì chúng ta đang nói đến câu chuyện của ngành bán lẻ và đến sức cầu, sức mua của ngành tiêu dùng. Thì câu hỏi tiếp theo tưởng xin được dành cho anh Lê Trí Thông với tư cách là CEO, tổng giám đốc của Phú Nhuận, vàng bạc đá quý Phú Nhuận PNG rất nổi tiếng, anh chị đều biết. Và câu chuyện trước khi anh Thông nói thì tưởng cũng xin chia sẻ bật mí một chút, vì tưởng nghĩ là anh Thông chắc cũng không muốn khoe. 2022 thì PNG đã đạt và vượt kế hoạch doanh thu lẫn lợi nhuận rất là khủng khiếp. Và theo tưởng biết là tháng 9, tháng 10 đã hoàn thành hết kế hoạch của 2022 rồi. Trong khi thị trường bán lẻ và thì rất là khó khăn, và nhiều doanh nghiệp chúng ta biết cắt giảm nhân sự hàng gần chục ngàn. Doanh nghiệp nào thì tưởng không tiện nêu tên, anh chị biết, trong những tháng cuối năm của 2022. Nhưng mà PNG với một câu chuyện rất là thực tế, anh Thông ngồi ở đây là một người đã giúp cho PNG vượt sóng và đạt được những cái thành tựu rất là lớn. Thì tưởng có hai câu hỏi dành cho anh Thông. Một là anh nhìn nhận như thế nào về cái sức mua, cái cầu tiêu dùng trong 2023? Đó, và cái câu chuyện hôm trước tưởng được nghe lỏm giữa anh và anh Nam hôm ở trong Sài Gòn, thì cách thức gì mà trong có mấy năm khi tiếp quản mà anh lại giúp cho PNG có thể có một cái sự tăng trưởng rất là đột phá trong việc bán lẻ, ngoài cái việc sản xuất đã rất là nổi tiếng? Xin mời anh Thông. Khi nói sâu hơn về câu chuyện đó thì Thông muốn quay lại đề cập sâu hơn một chút nữa, một cái góc nhìn thêm vào. Thông đồng ý với các cái quan điểm của anh Phú khi nhìn về thị trường. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn về cái nhiễu động không khí của năm 2023 thì chúng ta phân tích nó sâu hơn về các luồng khí. Thì luồng khí liên quan tới lạm phát toàn cầu, đó là một luồng khí. Chúng ta có một luồng khí khác, một biến số khác liên quan tới địa chính trị, vẫn là một biến số và nó ảnh hưởng ngược trở lại vào trong lạm phát. Riêng Việt Nam vẫn có những luồng khí khác, câu chuyện cấu trúc dòng tiền, cấu trúc dòng vốn với cái khối trái phiếu mà chúng ta đang phải xử lý 23, 24, thì cho dù thế giới lạm phát xong, Việt Nam vẫn còn phải có tiếp tục kê thuốc. Và như vậy cái chu kỳ lệch pha giữa việc giải quyết cái luồng tiền thế giới đưa vào và luồng tiền để khai thông cái kinh mạch Việt Nam vẫn có một luồng nhiễu động riêng của Việt Nam. Một luồng nhiễu động riêng khác của Việt Nam đó là câu chuyện của môi trường ra chính sách với nhiệt độ của lò. Nó cũng ảnh hưởng tới một cái điểm đó, không phải hoàn toàn câu chuyện của cái luồng nhiễu động của quốc tế. Và như vậy có một đặc thù riêng của Việt Nam ở luồng nhiễu động thứ tư này. Và một luồng nhiễu động thứ năm mà các doanh nghiệp Việt Nam cũng phải nhìn, đó là câu chuyện về năng lực quản lý tương ứng hay không với sức phát triển. Và đây không phải là luồng nhiễu động mới, mà các doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp càng thành công thì càng nhanh tới một cái ngưỡng mà cái sức quản trị của mình trở thành một cái rào cản cho việc mình phát triển nhiều hơn. Và đây là trong khúc quanh này thì cái luồng nhiễu động này, đôi khi bốn luồng nhiễu động kia chúng ta vượt qua, nhưng luồng nhiễu động thứ năm này chúng ta vẫn có khả năng làm cho máy bay chao đảo. Thì mỗi doanh nghiệp sẽ có một cái đặc thù riêng. Có doanh nghiệp sử dụng động cơ liên quan tới vị thế, có công ty sẽ sử dụng liên quan tới consumer, tới thị trường. Có công ty sẽ gắn động cơ liên quan tới
công nghệ để thay đổi. Và như vậy mỗi chiếc máy bay phải dựa trên đặc thù riêng của mình để tìm cách chúng ta vượt qua cái vùng nhiễu động đó. Thì thật ra nếu chúng ta nhìn về câu chuyện của riêng ngành của về trang sức, về vàng bạc đá quý, thì thật ra sự nhiễu động đó cũng không phải đợi tới năm nay. Thật ra nếu chúng ta nhớ lại năm 20 và 21 thì Hồ Chí Minh lockdown 4 tháng thì đâu có ai ra đường để mà phải đeo trang sức. Và như vậy năm đó toàn thị trường của BNG lockdown, toàn thị trường trang sức rớt 36%, BNG vẫn tăng trưởng 11%. Là bởi vì chúng tôi phải tìm ra được những cái khe hở của thị trường để chúng tôi tăng trưởng lên. Và đó là câu chuyện về chúng tôi gọi là tái tạo doanh nghiệp. Cả thị trường giảm xuống, nhưng điều đó có nghĩa là chúng tôi muốn tăng lên thì chúng tôi phải có thêm market share. Và như vậy chúng tôi phải nhìn ra được những cái thị trường mới mà trước giờ chúng tôi chưa tiếp cận, và chúng tôi lấy cái thị phần đó về. Mà muốn làm câu chuyện đó thì chúng tôi phải giải quyết cái bài toán liên quan tới năng lực của chúng tôi. Trước đây BNG là một công ty production and sales. Chúng tôi bán những thứ gì chúng tôi sản xuất. Và như vậy năng lực của chúng tôi tập trung, văn hóa của chúng tôi tập trung vào câu chuyện của độ chính xác, tính tuân thủ. Nhưng khi chuyển qua thành một công ty bán lẻ chuyên nghiệp thì vấn đề ở đây không phải là sự răm rắp, mà là khả năng phục vụ khách hàng, khả năng ứng biến với sự thay đổi của khách hàng. Nên cái tư duy của người sản xuất với tư duy của người bán lẻ khác nhau. Và như vậy chúng tôi phải chuyển biến rất nhanh. Và như vậy câu chuyện đó làm cho chúng tôi tăng thêm thị phần ngay trong mùa gió ngược. Một câu chuyện khác là chúng tôi áp dụng công nghệ. Trong mùa Covid, BNG là đơn vị đầu tiên tiến hành bán livestream, bán vàng mà bán livestream. Chứ còn bán mấy bạn bán mỹ phẩm, bán skincare, bán áo quần, fashion thì nhiều. Nhưng mà bán vàng, bán trang sức mà bán livestream thì lúc đó BNG đi đầu. Và chúng tôi đã chuẩn bị một nền tảng về công nghệ. Lúc đó cũng chưa hoàn thiện. Nhưng mà chính câu chuyện đó chúng tôi còn nhớ ngày 14 tháng 2, khoảng giờ này năm 2020. Lúc đó chúng ta còn gọi là Corona. Thì lúc đó BNG phải đưa ra một chương trình là thần Covid chống lại Corona. Và như vậy chúng tôi vẫn ghi điểm trong câu chuyện là chúng tôi có khả năng deliver những sản phẩm đến khách hàng, mặc dù lúc đó khách hàng không được gặp nhau. Chúng ta còn nhớ câu chuyện sau đó tới năm 20, vẫn năm 20, ngày 6 tháng 3, case Covid thứ 17, cô Hồng Nhung nào đó, và sau đó là ngày kinh doanh của BNG ngày 8 tháng 3. Chúng tôi phải có một kịch bản khác ngay lập tức, chỉ trong 2 ngày, để chúng tôi chuyển cái phương án kinh doanh cho ngày đỉnh điểm 8 tháng 3 đó sang một cái kịch bản kinh doanh online và delivery. Và như vậy cái câu chuyện của BNG đó là câu chuyện của chúng tôi chuẩn bị những năng lực liên quan tới công nghệ, chúng tôi chuẩn bị những kịch bản, nhìn ra những cái khe hở của thị trường. Nhìn xa hơn nữa với các câu chuyện khác thì chúng tôi lại thấy câu chuyện là thật ra trong khó khăn đó thì lại là cơ hội cho consolidation. Có nghĩa là những doanh nghiệp nhỏ hơn sẽ ngắn hơi hơn trong việc bơi qua sông, và những doanh nghiệp lớn hơn lại có bình oxy lớn hơn và chịu được cái sức bền bỉ để chịu được. Dĩ nhiên không phải ai lớn, cũng có những đơn vị lớn nhưng sẽ tiêu hao oxy rất nhanh. Nhưng mà chúng tôi tiếp giảm oxy, nhưng mà chúng tôi có bình oxy. Em xin hỏi anh Thông là anh nhìn nhận thế nào về cái nhu cầu của tiêu dùng và ngành bán lẻ sắp tới á? Câu hỏi ý thứ hai của em. Thật ra ngành bán lẻ chúng ta nhìn nó từ quý 3 năm 2022 năm ngoái nó đã giảm. Quý 4 giảm tiếp. Quý 1, một đơn giản mà các anh chị có thể nhận được hôm qua ngồi nói chuyện với mấy bạn ở hội của thành phố Hồ Chí Minh. Số lượng cuốn lịch bàn hoặc có lịch mà các anh chị nhận được quà tặng trong Tết năm vừa rồi so với Tết những năm trước như thế nào ạ? Các anh chị thấy rằng số lượng lịch mà các bạn nhận được giảm hẳn so với những năm trước. Các doanh nghiệp đã cắt giảm chi tiêu rất nhiều. Và trong Tết năm nay cũng như vậy, nghĩa là người dân cũng bắt đầu phải giảm chi tiêu. Và câu chuyện này sẽ còn tiếp tục. Sớm lắm, may ra, quý 3 mới đỡ. Đó là kịch bản tươi sáng nhất. Còn nếu mà kịch bản vùng nhiễu động còn rộng hơn, có khả năng nó kéo dài tới năm 24. Một trăm pháo tay tuyệt vời cho anh Lê Chí Thông ạ. Vâng, thưa quý vị, chúng ta đang ngồi ở đây là giữa khung cảnh của Vườn Vua, là một trong những dự án rất thành công và rất là tuyệt vời của anh Long, Phó Chủ tịch Hội và Chủ tịch của Tập đoàn Thăng Long Invest. Thì thưa anh Long, với tư cách là một tập đoàn đa ngành cũng đầu tư rất là nhiều,
Nãy giờ thì anh nghe các vị diễn giả chia sẻ nhiều rồi, khó khăn có, thách thức có, cơ hội có, vùng nhiễu động đúng không? Cũng có. Thì em thấy không chỉ là, có lẽ là dấu hiệu quan trọng nhất anh chị thấy hôm nay anh Long ấy và Thăng Long Invest là nhà tài trợ kim cương. Thì có vẻ như là anh không khó khăn lắm thì mới dám tài trợ gói 750 triệu đúng không ạ? Cho hội một tràng pháo tay thật lớn cho anh Long được không ạ? Và không chỉ như vậy, anh đã đang bắt đầu vươn ra đầu tư rất mạnh mẽ ở nước ngoài, theo em được biết là như vậy. Thế thì anh có thể chia sẻ một chút cái góc nhìn của anh về thị trường bất động sản hiện nay. Em thấy mỗi lần tài trợ xong anh lại bán rất là tốt, nhưng không hiểu vì sao. Đấy, thì anh nhìn như thế nào về thị trường bất động sản? Câu hỏi mà có lẽ trước giờ, từ đầu đến giờ chúng ta chưa nói nhiều lắm. Cái thứ hai là cái góc nhìn của anh về những cơ hội khác không chỉ ở Việt Nam mà anh lại đang vươn ra thế giới đầu tư rất là nhiều. Xin mời anh Long ạ. Tôi nghĩ rằng là cái chúng tôi thì là một doanh nghiệp về đầu tư. Chúng tôi cũng rất là may mắn là được niêm yết doanh nghiệp, là chúng tôi cũng xây dựng và niêm yết doanh nghiệp từ năm 2008, 2009, cũng được trải qua cái giai đoạn là khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2007, 2008, rồi 2012. Và như vậy là cũng rồi sau Covid đến đợt này. Thì thực ra thì chúng tôi cũng qua những cái giai đoạn mà gặp những cái cơn khủng hoảng như vậy, thì chúng tôi có cũng xây dựng cho mình một cái phản ứng để mà quản trị rủi ro và để phản ứng nơi những cái, để vượt qua những cái khó khăn của thị trường. Thì theo đánh giá của tôi ấy, thì năm 2023 thì có ba cái vấn đề mà nó vấn đề chính ở góc độ một cái doanh nghiệp đầu tư, mà đặc biệt là trên chủ yếu chúng tôi đầu tư về bất động sản và tài chính. Thì thứ nhất ý, là đối với các doanh nghiệp thì thứ nhất là cái vấn đề về pháp lý, vấn đề về chính trị ảnh hưởng rất là nặng nề đối với các hoạt động của doanh nghiệp, đặc biệt những doanh nghiệp đầu tư mà có sử dụng đất với dự án có sử dụng đất, nhà máy, nhà xưởng, bất động sản vân vân. Thì như vậy thực ra thì quá trình mà với những cái hiện tại những bất cập về việc vấn đề chính sách pháp lý, rồi như vậy vấn đề về chính trị, thì cho nên là cái việc mà để doanh nghiệp mà hoạt động để đầu tư phát triển để phát triển dự án trong năm 2023 là rất là khó khăn. Và không muốn nói là ngoài ra thì giá đất rồi việc đền bù giải phóng mặt bằng rất khó khăn trong lĩnh vực bất động sản. Thì thực ra thì nếu ở góc độ mà cung ấy, thì là như vậy, năm 2023 thì là rất khó khăn có những cái dự án để phát triển mới. Thực ra ở đây rất ít doanh nghiệp nó thực ra làm được như anh Hải. Chúng tôi đang học hỏi anh Hải, vì là ở góc độ là anh làm dự án thì có những cái mà cách làm của anh ấy, nhưng mà thực ra thì bây giờ thị trường chung không phải anh làm được như vậy. Thì như năm 2023 chúng tôi nghĩ là góc độ nguồn cung dự án cộng với việc là như vậy là những cái suy thoái, những cái ảnh hưởng về trái phiếu, những cái cơn khủng hoảng về trái phiếu vừa rồi, thì như cái lượng bất động sản mà tồn kho thì thị trường rất là lớn. Với như vậy là lượng tồn kho đấy, với cái tình hình tài chính, cái dòng vốn thì bây giờ thì chắc chắn là việc tồn kho đấy thì nó không hiện thực hóa được, không thực hiện được tiếp. Thì như vậy đấy là một cái mà ảnh hưởng rất lớn thị trường. Tuy nhiên thì mặc dù là cái vấn đề về khó khăn về chính sách, về dự án, về pháp lý như vậy, nhưng mà ở cái cầu của thị trường bất động sản ấy, năm 2023 này thì đúng như trước anh nói là năm 2023 là chúng tôi nghĩ rằng là tiếp tục cái tình trạng là chững lại và gần như là có cái yếu tố là đóng băng, suy thoái của cái thị trường bất động sản. Cái thanh khoản rất là kém. Cho nên là chúng tôi nhận thấy rằng là như vậy đối với doanh nghiệp bất động sản thì rất là khó khăn đối với cái việc mà để mà thị trường. Bên cạnh đấy thì thị trường tài chính nữa là có những cái về dòng vốn. Hiện tại chúng ta lấy yếu tố thứ hai là vốn. Vốn thì các doanh nghiệp, các cái kênh dẫn vốn năm 2023 là gần như là chúng ta thấy cũng là đều là tắc nghẽn, là tín dụng là thắt chặt, lãi suất quá cao, thì rồi như vậy là các kênh dẫn vốn về cổ phiếu, trái phiếu, thị trường chứng khoán này. Rồi như vậy là ngày xưa như chúng tôi làm bất động sản nên là có những kênh là vốn huy động từ khách hàng, nhà đầu tư góp vốn trước, cái đấy gần như là bây giờ không còn. Đấy, bây giờ bán hàng kém nữa thì như vậy là cái kênh dẫn vốn rất là khó khăn. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng là tiếp tục là bất động sản ở những cái lĩnh vực trong thị trường năm 2023 của các doanh nghiệp. Em thấy thông điệp chung của anh là khó khăn, nhưng mà anh lại đang tìm cơ hội đầu tư rất là tốt ở nước ngoài, cụ thể là châu Âu. Anh có thể chia sẻ ngắn gọn cho mọi người có thể học hỏi được không ạ? Đấy là cái thị trường chung, nhưng mà tuy nhiên thì tất nhiên chúng tôi qua những cái đợt khủng hoảng thì chúng tôi cũng có những cái phản ứng. Và trước hết thì đầu tiên là những doanh nghiệp chúng tôi có sự chuẩn bị rất là chu đáo về quản trị, về doanh nghiệp, về quản trị dòng tiền. Thực ra ngay từ đầu thì ở đây thì cũng là chúng tôi cũng phát triển là từ cái doanh nghiệp bắt đầu chỉ vốn vài
trăm triệu khởi nghiệp, từng doanh nghiệp là rất là nhỏ, siêu nhỏ, thì cũng từ nhờ thị trường chứng khoán thì mới có những người huy động vốn để phát triển được đến quy mô ngày hôm nay. Cho nên thực ra thì không có nghĩa thị trường chứng khoán nó xấu, thì bây giờ mình không tham gia, mình không nghĩ đến việc là chúng ta tham gia thị trường chứng khoán, mà chúng tôi nghĩ từ ngay từ đầu là những mình phải chuẩn bị một tâm thế để mình có một cái tham gia vào thị trường chứng khoán, doanh nghiệp về quản trị doanh nghiệp, về xây dựng cơ cấu của doanh nghiệp, để khi mà thị trường nó tốt lên ấy, mình huy động được một cái kênh đa dạng hóa kênh huy động vốn, thì chúng ta có một lượng vốn ngoài vốn vay, thì đấy là một cái để cơ sở phát triển doanh nghiệp. Rồi như vậy bên cạnh đấy thì như vậy là cũng xây dựng cái quản trị cái dòng tiền thật tốt, cố gắng là tối ưu hóa về quản trị, về tài chính doanh nghiệp, là tối ưu hóa về chi phí, tối hao doanh thu, và như vậy là quản trị chi phí, rồi tất cả về quản trị, về doanh thu, và tối ưu hóa các cái dòng tiền để làm sao mà khi có cơ hội thì có thể phát triển. Thì như vậy là như chúng tôi, qua sự chuẩn bị thì nó thực ra là cũng có được một cái, chúng tôi cũng rất ít sử dụng đòn bẩy. Thực ra là đòn bẩy tài chính chúng tôi sử dụng rất ít, cho nên là cũng có được cái tích lũy. Và trong cái cơ hội này thì đúng là nó như các anh nói rất là đúng, có trong nguy cục cơ thì trong thị trường này thì sẽ có những cái dự án tốt giá rẻ, hay những cái cơ hội rất là hay, cho nên là mình nếu có năng lực thì mình hoàn toàn có cơ hội, thì mình có những cái tài sản giá rẻ và chúng tôi vẫn phát triển, vẫn có tài sản, những dự án tốt thì chúng tôi vẫn làm M&A để chúng tôi phát triển. Thì ở Việt Nam chúng tôi vẫn duy trì phát triển những cái dự án, nếu như mà chúng tôi tìm kiếm những dự án mà có cơ hội. Còn nhưng mà nói thực ra là cái quan điểm đầu tư bất động sản chúng tôi một khác một chút, tức là chúng tôi chỉ đầu tư những dự án mà có tạo được dòng tiền nhanh. Đấy, nó chúng tôi không đầu tư những dự án mà nó có cái thời gian dài mà chờ đợi, mà chúng tôi đầu tư những dự án có dòng tiền nhanh, vừa bất động sản vừa khai thác dòng tiền về dịch vụ, về kinh doanh. Cho nên là thực ra thì cũng nhờ đấy thì như là doanh nghiệp cũng vượt qua được khó khăn và cũng không ảnh hưởng nhiều đối với thị trường. Tuy nhiên thì một cái yếu tố nữa mà lý do là chúng tôi là cũng có những cái yên tâm và tìm những cái, đấy là cái yếu tố là quan điểm luôn luôn tìm ra cái hướng đi mới. Thì thực ra chúng tôi cái đầu tư sang bất động sản định cư mà sang EU, mà cụ thể hiện tại chúng tôi đang đầu tư sang Hungary Budapest ấy. Tức là hiện tại chúng tôi một trong doanh nghiệp mà có cái lượng quy mô đầu tư bất động sản định cư là phải lớn nhất ở Budapest. Thì như vậy là chúng tôi đấy, thực ra đấy là một cái hướng mà chúng tôi tìm hướng đi riêng trong cái khó khăn của thị trường hiện nay. Rồi, xin cảm ơn anh Long, một tràng pháo tay cho anh Long ạ. Và các anh chị nếu như muốn tìm hiểu những cơ hội đầu tư tại châu Âu thì chúng ta có thể kết nối riêng với anh Long. Anh Phú ạ, thực ra thì ở đây chúng ta, năm anh chị ngồi ở đây đều là những doanh nghiệp tập đoàn rất là lớn. Và tưởng có nói ngay từ đầu ở phía dưới chúng ta 70-80%, và anh cũng là nguyên là lãnh đạo hội thì anh rất là hiểu hội viên của chúng ta đúng không ạ. Và trong khủng hoảng thì những anh lớn thì có thể là chết trên đống tài sản đúng không? Ngược lại những anh nhỏ thì chết vì không có tài sản lẫn không có tiền. Thế thì anh có thể chia sẻ là trong bối cảnh hiện nay thì các doanh nghiệp SME cần quan tâm những vấn đề gì để quản trị dòng tiền tốt nhất mà không bị đột tử? Xin mời anh. Doanh nghiệp bé làm gì có tiền mà lo quản trị. Đúng không ạ? Cũng không bé. Doanh nghiệp lớn mới lo có tiền mới lo quản trị, doanh nghiệp bé thì ít tiền thì lo gì quản trị. Thực ra trêu như vậy thôi, mình có ý như này. Như tôi nói, trong một rất là đông doanh nghiệp này thì sẽ không có một lời khuyên đúng cho tất cả. Mà thực ra ấy, trong hoàn cảnh nào thì cũng có ba lời khuyên chung. Nó tùy thuộc vào nội lực. Nếu anh là doanh nghiệp mà có dư năng lực trong lúc này thì đây là cơ hội. Vì nó khó khăn mà, thì nhiều ông sẽ chết. Thì mình sẽ là người đi mở rộng thị trường này là rẻ nhất, hoặc đi thâu tóm này là rẻ nhất. Vậy thì những người có năng lực thì lúc này phải tìm mọi cách để mở rộng, và vì mở rộng này là rẻ nhất. Nhưng ngược lại, những doanh nghiệp mà do trước đây mình bung ra quá nhiều, quá ít, mà mình không lúc này là yếu, thì mình cần phải cắt bỏ. Đầu tiên là mình phải dự báo cái khó khăn nó đến bao giờ. Mình phải ước cái nguồn lực để tồn tại. Nếu mình thấy không thể tồn tại được thì cắt bỏ ngay lập tức để giữ lại, còn cái gì giữ lại, đợi. Còn ngược lại, một cái loại doanh nghiệp là cũng ngắc ngoải, tức là cân đi cân lại, thì phải cắt bỏ một số thứ, còn phải duy trì lại một số thứ. Thì như vậy mình sẽ chia ra cái nhóm doanh nghiệp mà sau khi cân rồi do lan rộng, giống như anh Hải nói có giai đoạn lan rộng ấy, thì lúc này là phải cơ cấu lại, giữ lại những cái trụ mang tính là đủ nguồn lực để trang trải nó vượt qua giai đoạn khó khăn. Thì đấy là ba cái lời khuyên cơ bản cho ba nhóm doanh nghiệp. Chứ còn đây nó còn... Đúng ra nó phải có hàng trăm lời khuyên thì nó mới phù hợp. Nhưng mà về cơ bản mình có thể phân loại thành ba cái nhóm đó.
Và đặc biệt thì có một câu này, trong thời nào thì cái việc muốn ổn định trong mọi giai đoạn ấy, thì cái then chốt nhất là quản trị doanh nghiệp. Quản trị là gì? Khi chúng ta có năng lực cạnh tranh là ở chỗ chúng ta sử dụng tất cả các nguồn lực một cách hiệu quả nhất. Mà trong doanh nghiệp nó chỉ có mấy cái trụ cột về nguồn lực, là đầu tiên là nguồn lực con người, hai là nguồn vốn, thứ ba là nguồn vốn chia ra tiền và những tài sản cố định, đừng có lãng phí trong mọi hoàn cảnh. Và khó nhất là có tiền trong lúc khó khăn, đúng không ạ? Như tôi chia sẻ này, thì lúc khó khăn làm nào có tiền? Rất nhiều người hỏi tôi câu hỏi đó. Anh bảo rồi, lúc khủng hoảng có tiền thì quá dễ để làm. Nhưng vậy thì làm nào có tiền? Câu hỏi đấy tôi nghĩ là nó chung cho tất cả các doanh nghiệp nhỏ, đúng không ạ? Làm thế nào để có tiền trong giai đoạn khó khăn? Đấy mới là cái quan trọng. Thì theo tôi ấy, nó có cái ý như này. Muốn có tiền ấy, thì đầu tiên lúc chúng ta kiếm được tiền thì chúng ta phải tiêu ít thôi. Đấy là việc đầu tiên. Vì đa phần trong lúc thuận lợi chúng ta kiếm được tiền ấy, thì mọi người hay tiêu hoang. Và đến lúc nó khó khăn thì không có tiền. Đấy là nội tại của mình. Thì mình phải quản trị được cái lòng tham cũng như cái lòng ham trong lúc mình thuận lợi. Cái ý thứ hai, cái này thì tiết kiệm không được bao nhiêu, giống như chúng ta kiếm 100 triệu chúng ta kiểu gì cũng phải tiêu mất 5-70 thì còn 30 thì cũng không được nhiều tiền. Còn ý thứ hai để có tiền ấy, then chốt nhất ấy, là làm thế nào có thể đi huy động được tiền trong lúc khó khăn, đúng không? Lúc đấy có tóm lại đi vay đi mượn được lúc khó khăn ấy. Thí dụ làm sao nợ được nhà ông cấp này, làm sao đi vay được ngân hàng này, làm sao đi vay được bố mẹ anh chị em bạn bè này, thì nó nằm ở uy tín. Vậy thì mọi doanh nghiệp đều phải coi chữ tín là kim chỉ nam thì anh mới có khả năng có tiền trong lúc khó khăn. Mà khi lúc khó khăn mà có tiền thì mọi chuyện được giải quyết hết. Thì đó là một lời khuyên của tôi. Cảm ơn. Vâng. Có rất nhiều điều có thể rút ra những cái bài học hay thì Tường sẽ xin phép được tổng kết sau. Và bây giờ thì có lẽ ở bên dưới, với vai trò là chủ tịch của Hội Doanh nghiệp Trẻ Hà Nội, thì em xin được hỏi anh Nam. Anh đã nghe các anh chị tiền bối ở trên chia sẻ, và rất là nhiều hội viên cũng đang mong ngóng cụ thể. Chúng ta lên đây không chỉ ăn chơi 2 ngày, đúng không, được anh Long tài trợ, mà cụ thể bây giờ với vai trò của hội thì hội sẽ có những cái định hướng và những cái hoạt động gì để hỗ trợ cho hội viên trong những cái giai đoạn mà theo nhìn nhận chung của phần lớn các anh chị ngồi ở đây là rất khó khăn trong năm 2023 này, ít nhất cũng còn phải qua quý 2, quý 3, đúng không ạ? Xin mời anh Nam ạ. À, đây rồi. Kính thưa các vị khách quý cũng như là toàn thể hội viên, rõ ràng là chúng ta vừa lắng nghe các cái chia sẻ của các diễn giả, thì phải nói là tôi ở dưới là tôi cũng thấm rất là nhiều, cũng học hỏi được rất là cái nhiều điều, và cũng chia sẻ với tất cả anh chị là tôi nhớ lại là cách đây 2 năm, tức là lúc Covid xảy ra, và lúc đó là anh Phú, chủ tịch tập đoàn Sunhouse, cũng có chia sẻ với Hội Doanh nghiệp Trẻ Hà Nội là cái lúc đó là bản thân khi mà Covid xảy ra đấy, thì tất cả doanh nghiệp rất là hoang mang và lo lắng làm thế nào để chúng ta có thể vượt qua được những cái sóng gió. Thì lúc đấy thì anh Phú anh cũng phân tích như kiểu hôm nay này, và bản thân tôi thì hiện nay tôi đang điều hành một cái hệ sinh thái rất nhiều các công ty về logistics. Thì lúc đó anh Phú anh có phân tích là lúc này ấy, là cái chiến lược của doanh nghiệp nó rất quan trọng, một là ông phòng thủ, hai là ông tấn công. Thì tôi lúc trước thì trước khi nghe anh Phú nói thì là tôi rất là do dự, vì tính mình cũng cẩn thận và mình cũng học hành anh em là cũng làm sao để an toàn tất cả những cái gì mình đã tạo dựng được. Nhưng mà sau khi nghe anh Phú phân tích và tôi thấy rất nhiều cơ hội sáng, và sau đó thì tôi về tôi họp lại anh em trong công ty và quyết định là tổng hành dinh là làm cái chiến lược tấn công. Và đây là một câu chuyện có thật, là từ cái lúc mà doanh nghiệp lúc đấy nó chỉ cả hệ thống nó chỉ có 4.000 tỷ thôi, nhưng mà sau đó thì năm 2022 thì hệ thống của tôi nó tăng lên gấp 250 lần, rất là lớn. Thì tất nhiên logistics thì nó cũng có những cái cơ hội rất là nhiều. Thì ở đây tôi có một cái ví dụ như vậy để chia sẻ với anh em, là những cái buổi tọa đàm như này là những buổi cực kỳ giá trị. Nó là cái nó sẽ giúp chúng ta có được cái bức tranh tổng thể những cái khó khăn của thị trường, và nó sẽ guideline cho chúng ta là 2023 chúng ta sẽ phải làm cái gì. Do vậy là những cái thông tin, những cái chia sẻ của các diễn giả trên sân khấu, đó là những cái thông tin tôi nhấn mạnh lại nó rất là hữu ích. Và chắc chắn là sau buổi này rất nhiều anh em sẽ đổi đời, bởi vì chúng ta được dự cái buổi tọa đàm ngày hôm nay. Cả nhà cho chồng một tay ạ. Và
Về góc độ về Hội Doanh nghiệp Trẻ Hà Nội thì chắc là các anh chị ở đây có rất nhiều các anh chị là hội viên rồi, và cũng có rất nhiều các anh chị là lãnh đạo trung hội, rồi lãnh đạo các hội doanh nghiệp trẻ các tỉnh thành, rồi là các cái vị khách quý của hội. Thì có thể chia sẻ rất là thẳng thắn là trong thời gian qua là Hội Doanh nghiệp Trẻ Hà Nội phải nói là hoạt động rất là tích cực. Và chúng tôi xoay quanh hai cái hoạt động, đó là gắn kết và nâng tầm. Đúng theo cái tinh thần của Doanh nghiệp Trẻ Hà Nội, đó là gắn kết doanh nhân, nâng tầm giá trị. Các hoạt động gắn kết và nâng tầm ở đây chúng tôi xoay quanh đó là những cái hoạt động làm thế nào để chúng tôi giúp nhau vượt qua những cái sóng gió. Các hoạt động liên quan đến xúc tiến thương mại và đầu tư. Rồi các cái hoạt động liên quan đến chia sẻ để làm sao giúp cho doanh nhân của chúng ta trở thành một doanh nhân tri thức thực sự. Để chúng ta có một cái tư duy hướng đến gọi là quốc tế, tư duy hướng đến hội nhập toàn cầu. Bởi vì cái quan trọng nhất của doanh nhân chúng ta khi chúng ta muốn thay đổi doanh nghiệp được ấy, thì chính bản thân cái mindset, cái tư duy chúng ta phải thay đổi. Nếu anh chị không thay đổi cái mindset để thích ứng với cái thị trường ấy, để chúng ta quản trị được doanh nghiệp của mình thì chắc chắn chúng ta sẽ đối diện với sự thất bại. Do vậy là Hội Doanh nghiệp Trẻ hiện nay là một cái sân chơi, ở đó là một cái môi trường thực sự văn minh, ở đó chúng ta cùng nhau quy tụ, cùng nhau giúp nhau để vượt qua những cái nghịch cảnh. Thì hiện nay là theo định hướng của Ban lãnh đạo Hội Doanh nghiệp Trẻ, từ những cái kế thừa, những cái truyền thống mà bao đời nay đã xây dựng ấy, thì chúng tôi trong lúc này chúng tôi tập trung thực sự vào những hoạt động thực chất. Chúng tôi tập trung vào những hoạt động xúc tiến thương mại và kết nối, không chỉ trong nội bộ Doanh nghiệp Trẻ Hà Nội. Và sáng nay như các anh chị có thể thấy là có hàng trăm gian hàng trưng bày những cái sản phẩm để chúng ta cùng nhau giới thiệu. Và bản thân tôi nhiều lúc là gặp anh em hội viên trong hội, tôi cũng không biết anh em làm cụ thể là cái gì. Nhưng hôm nay thì nhìn rất nhiều gian hàng mới thấy được rằng chắc chắn có nhiều cơ hội hợp tác với anh em đó. Và rất nhiều những doanh nhân khác trong hội cũng sẽ có những cơ hội như vậy. Thì chúng tôi tạo ra những sân chơi để chúng ta kết nối và giúp nhau trong cái lúc như thế này. Và bên cạnh đó là chúng tôi còn kết nối xúc tiến các cái hoạt động với các cái tỉnh bạn. Ví dụ năm trước thì là có rất nhiều những cái giao lưu kết nối tạo ra một cái hành lang để cho anh em hội viên có thể thúc đẩy mạnh hơn. Rồi bên cạnh đấy là cái việc mà mở tổ chức những cái hoạt động chia sẻ theo nhóm nhỏ, theo những cái lĩnh vực ngành nghề để làm sao chúng ta cùng nhau chia sẻ những câu thực, chuyện thực. Thì về cơ bản thì định hướng trong 2023 của Hội Doanh nghiệp Trẻ Hà Nội là chúng tôi sẽ tập trung gần như các nguồn lực để chúng tôi đẩy các cái hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư để cùng nhau giúp mà cho những cái tạo ra nhiều công ăn việc làm cho tất cả hội viên. Ở đây thì có một cái rất hay của Hội Doanh nghiệp Trẻ Hà Nội là trên Hội Doanh nghiệp Trẻ Hà Nội có Hội Doanh nghiệp Trẻ Việt Nam Trung ương ấy. Rồi bên cạnh đó thì có rất nhiều các cái câu lạc bộ là của các anh cả, đó là câu lạc bộ Sao Đỏ, rồi câu lạc bộ Sao Vàng Đất Việt. Thì những câu lạc bộ đó thì tập hợp rất nhiều doanh nhân lớn. Và trong thời gian qua thì các anh cả Sao Đỏ như anh Hải, Alpha Nam, rồi anh Tiền, rồi anh Hồng, thì các anh cũng đều có những chia sẻ là bây giờ Nam về Nam trao đổi lại với anh em trong hội xem là có những khó khăn gì. Ở đây cái câu chuyện chúng ta phải cùng nhau là không có phân biệt doanh nghiệp lớn hay nhỏ, chúng ta cùng nhau gần lại nhau nữa để thúc đẩy những cái hoạt động đầu tư xúc tiến nó mạnh hơn. Do vậy tất cả các anh chị em, các hội viên nhỏ và vừa, nếu chúng ta thực sự khó khăn cách thực sự và chúng ta cần tìm đến những cái cơ hội nó mới hơn, thì vui lòng hãy chia sẻ đối với Ban xúc tiến thương mại và đầu tư của Doanh nghiệp Trẻ Hà Nội. Để từ đó thì anh em sẽ cùng nhau ngồi lại và có những cái thì bản thân trong ban sẽ giúp được anh chị. Và bên cạnh đó nếu không giúp được thì chúng tôi sẽ kết nối các anh chị với các cái mà có thể giúp được. Đó là các doanh nhân lớn hoặc là những cái mối quan hệ mà anh em đã có. Thì cái tinh thần chia sẻ và giúp đỡ cũng như là yêu thương nhau trong hội. Thực sự trong thời gian vừa qua chúng tôi đẩy lên một cái level, một mức độ nó cao cấp hơn. Tất nhiên cái này sẽ là một chủ trương dài hạn và sẽ phải tiếp nối nữa. Thì rất mong là trong cái lúc như thế này, tất cả hội viên của chúng ta hãy cùng nhau đoàn kết và gắn kết thật chặt để chúng ta cùng nhau chinh phục những đỉnh cao mới. Thì một lần nữa cảm ơn tất cả các anh chị diễn giả rất là nhiều. Thì hy vọng là qua buổi tọa đàm như thế này, tất cả anh chị em chúng ta sẽ nhận được những cái điều thực sự tốt đẹp, nhiều giá trị. Để từ đó chúng ta về doanh nghiệp của mình, chúng ta sẽ chuẩn bị một hành trang mới để có được những thành công mạnh mẽ hơn. Xin cảm ơn rất nhiều. Rồi, cảm ơn anh Nam. Có một cái điều rất là quan trọng mà tôi quan sát anh Nam trong nhiều năm qua, đặc biệt đấy là một những giá trị rất lớn mà hội mang lại cho anh ấy, là từ khi anh lên chủ tịch anh phát biểu hay quá, một tràng pháo tay cho anh Nam. Kỹ năng phát biểu khác hẳn. Anh Hải ạ, chắc anh Nam cũng đã chia sẻ rất nhiều về những cái hoạt động và tôi thấy anh ấy nhấn mạnh mấy lần về giao thương, kết nối, xúc tiến thương mại. Và nãy ngồi trong khán phòng cũng như là đến chúc Tết anh năm ngoái, năm nay thì em cũng không qua được, thì nghe rất nhiều về câu chuyện mà trong câu lạc bộ Sao Đỏ, đúng không ạ, rồi các anh cả
phát triển cái việc giao thương nội khối rất là nhiều. Thế thì với vai trò cao hơn, ở đây là Hội Doanh nghiệp Trẻ Hà Nội là đàn em thôi, các anh sau đó là đàn anh. Và với những tập đoàn rất là lớn có thể tạo ra những cơ hội có thể nói nó khổng lồ. Với những đơn hàng anh chị sẽ ngạc nhiên hàng nhiều trăm, thậm chí hàng ngàn tỷ. Thế thì anh có thể chia sẻ trong góc nhìn của anh với tư cách là những người anh trong sao đỏ thì sẽ có được những cái ý tưởng, những kế hoạch gì và những cái hỗ trợ gì dành cho các hội viên của Hội Doanh nghiệp Trẻ Hà Nội nói riêng ngày hôm nay và rất nhiều các hội viên và anh chị khác đến từ Hội Doanh nghiệp Trẻ trên cả nước trong cái việc có thể là giao thương kết nối nội khối với các tập đoàn hàng đầu. À, xin mời anh. Đầu tiên thì như nãy tôi đã nói là hội chúng ta đấy gặp nhau là rất là vui, đó là một phần của cuộc sống. Nhưng mà biến thành hiệu quả thì nó hoàn hảo nhất. Và trên thực tế thì câu lạc bộ doanh nhân sao đỏ ấy, thì chúng tôi cũng có các cái hợp tác chia sẻ các sản phẩm của nhau rất là mạnh mẽ. Bản thân chúng tôi, như cá nhân tôi dùng sản phẩm của anh Hồng, của anh Tín, rồi các thành viên sao đỏ dùng sản phẩm của nhau thì cũng rất là nhiều. Trong những cái tháng đầu năm và kể cả năm ngoái ấy, thì câu lạc bộ doanh nghiệp trẻ Hà Nội ấy, thì cũng đã làm việc với Alpha Nam qua từng bước ở cái cấp lãnh đạo. Sau đó thì tôi cũng đã giới thiệu các cái ban cung ứng, các cái phòng ban để có thể chúng ta có cái hợp tác. Và tôi cũng rất là muốn rằng là tôi trở thành cái cầu nối của câu lạc bộ doanh nghiệp trẻ Hà Nội với câu lạc bộ sao đỏ để làm thế nào chúng ta có cái xích lại nhiều những cái buổi giao tiếp gần hơn nữa và cụ thể hơn nữa với từng doanh nghiệp để có những cái nhu cầu của nhau. Nhân thể ngày hôm nay thì cũng một phút dành cho quảng cáo là trong năm nay ấy, thì Alpha Nam cũng vẫn cần phải tiêu khoảng 15 đến 20 ngàn tỷ và không phụ thuộc vào doanh thu. Thế nên là cũng có rất là nhiều cái việc để phải tiêu tiền ngày của năm nay. Thì những lĩnh vực liên quan vẫn là đầu tư về bất động sản và một số lĩnh vực khác. Nếu như là thông qua Nam, cái trung tâm xúc tiến của hội thì đẩy mạnh hơn nữa là cái việc là chúng ta tiếp xúc với nhau trực tiếp các cái bạn không chỉ là lãnh đạo, có thể các phòng ban với Alpha Nam. Và tôi cũng rất là muốn là làm gương cho cái việc là có sự kết nối của các cái doanh nghiệp sao đỏ cũng với các cái doanh nghiệp của doanh nghiệp trẻ Hà Nội. Tuyệt vời quá, cảm ơn anh Hải. Em nghĩ là khả năng tối nay thì anh không say cũng không về được đâu ạ. Và thôi thì em tạm xin qua ta cho Hà Nội khoảng 10.000 tỷ được không ạ? Anh chị đồng ý thì dành cho anh Hải một tràng pháo tay đi ạ. Vâng, một cái ý kiến tiếp theo. Hôm nay có một nhân vật, một người anh rất là đặc biệt của Hội Doanh nhân trẻ cả nước, chứ không chỉ là Hà Nội. Đó là anh Hoàng Bình Quân, một người trưởng thành từ phong trào đoàn và có thể nói là một người anh cả của Hội Doanh nhân trẻ của cả nước. Và anh cũng đương nhiên là góc nhìn là một chính trị gia thì có lẽ là hôm nay thì ban tổ chức rất là mong muốn anh vừa với tư cách như một người nhà, vừa với em nghĩ dùng từ gì nhỉ, với cái tầm của anh mà có thể nghe ngóng được nhiều những cái thông tin chính sách sắp tới. Đặc biệt sáng nay thì Thủ tướng Chính phủ đã có đang chủ trì một cái buổi họp tạm gọi là giải cứu. Nhiều chuyên gia thì không thích dùng từ giải cứu nhưng tạm gọi là như vậy, thị trường bất động sản, thị trường vốn và rất nhiều vấn đề khác thì nãy giờ có lẽ mọi người rất là bận cũng chưa cập nhật được. Và em rất là thích cái câu nói của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Đấy là không nói khó, đúng không ạ? Không nói có mà không làm. Không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm. Thế thì em nghĩ là tất cả doanh nhân trẻ cả nước nói riêng và khối doanh nghiệp nói chung là rất là mong đợi những cái việc làm cũng rất là thiết thực. Nói có và có làm của nhà nước, của chính phủ để hỗ trợ cho doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay. Thì không biết anh có sẵn lòng chia sẻ và có nghe ngóng được gì để tiết lộ giúp cho anh em chúng em không ạ? Xin mời anh Hoàng Bình Quân ạ. Một tràng pháo tay cho anh Quân được không ạ? Thưa tất cả các bạn, thực lòng là tôi muốn dành thời gian và rất chú ý lắng nghe và thậm chí là còn ghi chép nữa. Vì cái hơi thở của doanh nghiệp nó phản ánh rất là sinh động cái cơ thể kinh tế. Nhiều khi đối với các nhà quản lý chưa chắc là đã hiểu và biết được đâu. Vì vậy cho nên tôi rất là chú ý nhưng mà được ưu ái là gọi là mời nói mấy câu thì tôi cũng muốn nói thế này. Thực ra các diễn giả thì mỗi người một ý và đều có những góc nhìn của riêng mình. Nói tóm lại là có người thì lạc quan, có người thấy không đến nỗi bi quan nhưng mà khó khăn là thực tế. Thì thực ra là tôi cũng hiểu, ngay cả anh Hải anh nói lạc quan đấy là cũng là tạo động lực thôi. Chứ còn bản thân anh cũng nhìn được những khó khăn mà.
Và tôi tin là tất cả chúng ta ngồi đây đều sẽ có một cái nhìn nhận là cái năm 2023 này sẽ là một năm khó khăn. Và tất nhiên là cơ hội không phải không có, thời cơ không phải không có, bởi vì đến giờ phút này Việt Nam là nước có độ mở lớn nhất ASEAN. Khi chúng ta tham gia vào tới 15-16 cái FTA, trong đó có tới 2-3 cái FTA thế hệ mới. Nói cách khác là không gian đầu tư và thương mại của Việt Nam rộng hơn bao giờ hết. Nói nôm na là ngày xưa chúng ta đóng cửa và chúng ta bảo nhau làm ăn trong một cái không gian hẹp, và bây giờ mình mở bung ra, mình đi ra ngoài đường, mình chơi bời với thiên hạ, mình giao thương với thiên hạ. Và khi giao thương với thiên hạ thì cơ hội có, nhưng thách thức cũng có. Chơi thì nó phải môn đăng hộ đối mới chơi được chứ. Bây giờ mình chơi vào chuỗi mà tự nhiên họ thì hiện đại, còn mình thì thủ cựu thì không được. Thì tất cả những cái đấy nó là những cái thách thức rất là lớn. Và khi chúng ta ở một cái độ mở của nền kinh tế lớn như thế này đấy, thì cái mà người ta gọi là sự ảnh hưởng lẫn nhau là sẽ lớn. Người ta không sốt thì mình chắc cũng phải ít nhất cũng phải sủa mũi nhức đầu. Vì vậy cho nên tôi thấy có mấy cái năm này năm sẽ khó này. Theo dự báo của các nhà kinh tế thì chừng khoảng độ là cái suy thoái toàn cầu nó khoảng chừng 1/3. Và cái điểm thứ hai là lạm phát cộng với suy thoái nó sẽ dẫn đến, nó sẽ tái cấu trúc lại cái thị trường lao động theo cái hướng có thể là sẽ là thu hẹp. Việt Nam là một nước xuất khẩu, và chúng ta biết là xuất khẩu của chúng ta là một trong những nước mà có cái tỷ lệ xuất khẩu GDP cực lớn. Và như vậy là nếu chúng ta nhìn vào ba cái thị trường lớn nhất của chúng ta hiện nay là Trung Quốc, EU và Mỹ. Thì Trung Quốc bây giờ có vẻ có triển vọng hơn sau khi gọi là Zero Covid của Trung Quốc đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của nó. Thì lúc mà cởi mở ra, nhưng mà Mỹ và châu Âu là đấy là một cái thị trường mà chúng ta cũng phải dự báo là sẽ là khó khăn. Tôi nghĩ nhìn nhận khó khăn không phải là chúng ta nhìn với một cái gọi là nhìn rồi thấy choáng hay nhìn rồi thấy xỉu, không phải thế. Dũng cảm nhìn. Nhìn để minh định được cái khách quan mình không muốn nó cũng như thế. Và cái này không phải là muốn hay không muốn, không phải là một sự lựa chọn, nó là một tất yếu. Tất yếu. Và trong cái bối cảnh đó thì tôi nghĩ như là cái buổi tọa đàm ngày hôm nay, hay là trong các cuộc trà dư tiểu hậu nho nhỏ, nhóm to nhóm nhỏ khác nhau, thì các bạn cũng nên bàn đến một cái số cái hướng. Nhưng mà thực ra bây giờ nói là cái gì mà của anh mà tôi có thể đem vào áp dụng hoàn toàn cho tôi đối với doanh nghiệp là điều rất khó. Thậm chí cái bối cảnh của năm nay tốt cho cái lĩnh vực này nhưng mà lại có hại cho lĩnh vực kia. Nhưng mà tôi xin có một lời chia sẻ với các bạn là thế này. Khi chúng ta đối diện với thực tế, khi chúng ta nhận diện được thực tế thì phải mạnh dạn linh hoạt mà điều chỉnh. Chứ là tình hình nó thay đổi rồi. Anh phải mạnh dạn điều chỉnh theo cái hướng là có thể phù hợp nhất và có lợi nhất cho mình. Chứ nếu chúng ta vẫn giữ khư là phải cố tình phải như thế này, phải như thế kia thì có khi là sẽ gặp khó khăn. Cho nên bây giờ các bạn hay thường nói đến cái tái cấu trúc này, điều chỉnh quy mô này, đúng không? Rồi tính toán lại chiến lược thị trường, chiến lược sản phẩm vân vân. Nó tóm lại là phải mạnh dạn để điều chỉnh. Cái thứ hai á, tôi thì không hiểu về đương nhiên là không hiểu và không thạo về kinh doanh như tất cả các bạn rồi. Nhưng mà thông thường ấy là bây giờ nếu mà ta mà cứ theo trend thì là nguy hiểm đấy. Chúng ta phải lựa chọn trend thôi, sao cho nó phù hợp với mình thôi. Chứ theo trend là nhiều khi khó lắm. Cái người Á Đông mình ấy, tất nhiên là các cụ ngày xưa cũng để lại cho mình một cái tính mà là thấy người ta ăn khoai thì mình cũng vác mai đi đào. Hay bây giờ người ta dùng cái từ vui vui nhá, cái từ này không hề xấu,
gọi là hội chứng Azure. Bây giờ thời đại nó biến đổi rất nhanh, thậm chí chính sách nó cũng biến đổi rất nhanh. Và người trang quân tử và là phải biết thời cuộc. Đúng không ạ? Biết thời cuộc mới là Trang Tuấn Kiệt. Thì đấy ứng vào trong kinh doanh tương tự cũng như vậy. Hoàn cảnh, bối cảnh, không gian, đầu tư, thương mại, chính sách thay đổi. Thì buộc mình phải nghiên cứu, nhưng mà bình tĩnh, linh, sáng suốt để mà lựa chọn hướng đi. Thì cái này tôi nói chung thôi, chứ còn mỗi người sẽ đi một kiểu. Nhưng mà xin phép anh đấy. Quân là anh có thể bật mí riêng một chút được không ạ? Là những cái dự báo hoặc là nếu có thể là những thông tin anh nghe ngóng được về cái việc hỗ trợ sắp tới của nhà nước, đặc biệt những vấn đề liên quan đến khơi thông dòng vốn dành cho các doanh nghiệp và những cái hỗ trợ khác về mặt chính sách. Chính phủ đang rất sốt ruột. Yeah. Cực kỳ sốt ruột. Bởi vì một trong ba yếu tố để một quốc gia phát triển là doanh nhân. Mà lại càng phải là doanh nhân trẻ thì chắc chắn là rất sốt ruột, và tôi tin là sẽ khó đấy, nhưng mà chính phủ cũng sẽ tìm cách. Tôi cũng được biết sáng nay, cái cuộc bàn sáng nay thì nó mở ra những kỳ vọng cụ thể thì cũng phải chờ một chút. Nhưng mà các bạn hãy tin là chính phủ sẽ có trách nhiệm và sẽ có quyết tâm. Đặc biệt là giải ngân. Chưa có bao giờ trong vòng khoảng độ 15, 3 khóa này là chúng ta hết năm mà giải ngân chúng ta chưa được 50%. Nhưng mà năm nay ngay từ đầu năm, ngay từ đầu xuân, ngay từ coi như là mùng 2 Tết là Thủ tướng Chính phủ và các cái cơ quan có liên quan đã bắt đầu phát đi một cái thông điệp là phải quyết liệt là tăng đẩy nhanh cái giải ngân đầu tư công. Tất nhiên là không phải giải đại đi cho nó hết tiền thì chết. Thì tôi tính là các bạn hãy tin và chúng ta phải chờ đợi một chút cái sự hỗ trợ. Rồi, xin cảm ơn. Dạ vâng, cảm ơn ạ. Chúng ta dành một tràng pháo tay thật tuyệt vời cho Hoàng Bình Quân ạ. Thông điệp của anh Quân là chắc chắn sẽ có, nhưng mà từ từ một chút ạ. Xin cảm ơn anh. Vâng, chúng ta vừa trải qua 60 phút nghe rất nhiều những cái chia sẻ và những cái kiến giải khác nhau của 5 vị diễn giả ngồi ở trên, rồi các anh, các chị ở dưới, rồi kể cả những chia sẻ của anh Hoàng Bình Quân. Và thời gian tiếp theo thì đấy chính là theo đúng như cái mục tiêu mà ban tổ chức đã nói ngay từ đầu. Chúng ta đây là một cái tọa đàm mở, và đây là cái lúc mà chúng tôi rất là mong khoảng 300 anh chị ở dưới hội trường chúng ta sẽ cùng cất lên tiếng nói của mình trong những mấy vấn đề sau đây. Thứ nhất là, một là anh chị có những cái phản biện hay có những góc nhìn chia sẻ gì với tất cả những điều mà năm diễn giả đã vừa nói. Thứ hai là những cái khó khăn cụ thể các anh chị đang gặp phải và muốn được chia sẻ. Đúng không? Từ vấn đề quản trị về vốn, về thay đổi, rồi tái cấu trúc, vân vân. Thì rất là muốn nghe những câu chuyện cụ thể, những khó khăn cụ thể của anh chị, và muốn được đâu đó có những cái lời khuyên và những lời những cái kiến giải trong ngày hôm nay. Mặc dù chúng ta không thể nào đáp ứng được hết, như anh Phú nói là trăm ông trăm kiểu ở dưới thì rất là khó, nhưng mà chúng ta cố gắng trong còn khoảng 60 phút nữa. Thì đây là cái giá trị mà như Chủ tịch Nam đã nói, là chương trình cũng như là Hà Nội BA cố gắng mang lại được cho các anh chị. Và nhiều khi chúng ta ngồi nghe những lời khuyên và một câu nói chân tình thôi cũng có thể là thay đổi được rất nhiều về mặt tư duy và nhận thức, và thay đổi thậm chí có thể là toàn bộ doanh nghiệp của mình. Xin mời anh chị và xin mời ban tổ chức, chúng ta sẽ dành khoảng 3 mic ở góc, 3 góc để chúng ta tiện trong cái việc là phần thứ hai của chương trình. Vâng. Và rất là mong anh chị nhé, chúng ta sẽ đúng tinh thần của doanh nhân trẻ, đặc biệt là doanh nhân trẻ Hà Nội, chúng ta hết sức là thẳng thắn. Thậm chí các anh chị có thể là phản biện và trao đổi ngược lại những quan điểm mà anh chị vừa nghe từ nãy giờ. Xin mời các anh chị, tôi đã nhìn thấy một cái cánh tay đầu tiên ở góc bên kia, xin mời anh. Và có một lưu ý nhỏ của ban tổ chức là các anh chị nếu có quảng cáo thì nhanh gọn 10 giây ạ. Anh chị là ai, đến từ đâu thôi ạ. Còn chúng ta sẽ tập trung vào chương trình được không ạ? Rồi, xin mời anh. Alo, dạ vâng. Trước mắt xin cảm ơn tất cả mọi người. Em giới thiệu, em là Hiếu Nguyễn, ở bên công ty cổ phần xuất khẩu Chú Đại Dương, trong ngành mà hiện nay anh Nam là anh cả trong ngành ạ. Vâng, thì em xin gửi cảm ơn tới tất cả các anh chị doanh nhân đang có mặt ở trên tọa đàm kinh tế, cũng như là thành viên của Hà Nội BA và tất cả anh chị quý khách mời hôm nay ạ. Vâng. Thì em cũng rất là ngưỡng mộ các anh chị có những kinh nghiệm cũng như sự thành công ở trên thương trường.
Và khi mà em nghe thì em được anh Thông chia sẻ là bên tổng đốc của bên BNG ạ, chia sẻ là khi mà khó khăn ấy thì anh bên anh có thay đổi đúng không ạ? Ta sử dụng cái nguồn lực của mình để tìm kiếm cái phân khúc và thay đổi nó để mà tăng thị phần trở lại, để mà chiếm lại ngược lại. Thế thì em xin hỏi là và em cũng nghe Sắc Phú có chia sẻ lại, thì em hỏi là bây giờ doanh nghiệp nó có hai cái, một là đã IPO trên sàn rồi, tức là nguồn lực của anh có thể sử dụng cả nguồn lực của những cái cổ đông mà đại chúng, và thứ hai doanh nghiệp chưa lên sàn. Thì những doanh nghiệp mà vừa và nhỏ mà chưa lên sàn ấy, thì khi mà nhìn thấy thị trường ngách rồi ạ, thì cái việc sử dụng nguồn lực thì bao gồm con người đúng không ạ, về tài chính của nguồn vốn tiền và tài sản cố định, hay là về cơ sở hạ tầng data dữ liệu khách hàng, thì cái việc đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ mà chưa lên sàn, thì em xin đặt câu hỏi là làm thế nào mà cụ thể đối với doanh nghiệp đấy thì có thể triển khai giải pháp như nào để mà khi chúng ta nhìn thị trường ngách ấy, chúng ta tìm khách hàng mới, chúng ta có thể khai thác bằng cái nguồn lực mà nó không phải là nguồn lực mà quá mạnh, có dư thừa. Thì em xin hỏi anh Thông và có thể Sắc Phú sẽ cho em xin ý kiến ạ. Cảm ơn ạ. Vâng, xin cảm ơn câu hỏi rất hay. Trước khi anh Thông và anh Phú trả lời thì xin chia sẻ với anh với chị này. Ngay từ đầu Tưởng cũng đã có nói, và khi ngồi với các anh chị ở trong hội trường cũng đã có luôn luôn nhấn mạnh lưu ý một điều. Các anh chị ngồi ở đây là những tập đoàn hàng đầu với doanh thu hàng tỷ đô, đúng không ạ? Các cái nguồn lực rất là nhiều. Ngược lại phần lớn các SME thì là doanh nghiệp vừa và nhỏ, thậm chí siêu nhỏ. Ở đây cứ cho là tất cả chúng ta vừa và nhỏ đi, với quy mô doanh thu khoảng 200-300 tỷ trở xuống và 200-300 nhân viên là phổ biến trong hội doanh nghiệp. Thế thì ở đây Tưởng ví vui thôi, giống như là chúng ta hay xem phim trưởng ấy, một cái người mà nội công mà không đủ thâm hậu ấy, thế mà học chiêu lọ chiêu kia là dễ tổ hỏa nhập ma lắm. Thì có lẽ cái câu hỏi của anh cơ bản nó nằm ở vấn đề như vậy. Thế thì làm sao mà doanh nghiệp nhỏ có thể tìm kiếm được những cơ hội thị trường mà huy động được các nguồn lực mà có thể bứt phá được? Đấy, thì rất là mong anh Thông và anh Phú có thể theo đúng chỉ định của anh ấy có thể chia sẻ. Xin mời anh Thông. Cảm ơn câu hỏi của bạn, và cũng rất là thích cái ví von của bạn Tưởng về câu chuyện mà là luyện chiêu. Thì cái điểm khi là thông thường chúng ta nhìn qua doanh nghiệp khác chúng ta hay bắt chước chiêu, nhưng cái quan trọng hơn của chiêu là thức. Chúng ta hiểu tới cái tầm của thức là tại sao cái chiêu đó được ra tại thời điểm đó. Khác với câu chuyện là giống như anh Quân khi nãy anh nói là thấy người ta ăn khoai mình cũng vắt mai đi đào, là bởi vì chúng ta chỉ nhìn thấy chiêu thôi, nhưng mà mỗi chiêu đó nó đều có cái thức ẩn chứa bên trong. Và câu chuyện mà hiểu được cái thức, giống như khi nãy chúng ta thấy cùng nhìn vấn đề đó, thì chúng ta phải phân tích sâu hơn là trong vùng nhiễu động không khí đó tới 5 luồng gió, và như vậy luồng gió nào giúp chúng ta đẩy được. Còn nhìn bức tranh chung cũng thấy là nó nhiễu động, nhưng mà trong 5 luồng gió đó thì có những luồng ngược, có những luồng thuận, mà nó lại đặc thù cho từng doanh nghiệp. Cụ thể hơn vào câu hỏi của bạn, thì thông thường để huy động được nguồn lực, ngay cả với công ty đại chúng, để huy động được nguồn lực của đại chúng liên quan tới vốn, thì phía bên trong, cái năng lực bên trong của công ty phải xây trước, chứ không phải tự nhiên lên sàn rồi huy động vốn, nó dễ dàng. Và thị trường vốn ngày hôm nay, nhất là các nhà đầu tư, mà nhà đầu tư bài bản có tổ chức nữa, người ta nhìn vào năng lực, người ta mới quyết định chọn đầu tư vào công ty này, mua tiếp cổ phiếu của công ty này, tăng vốn của công ty này hay không. Và thông thường cái mà chúng ta đang nhìn thấy chuyện đó là cái nguồn lực intangible, cái nguồn lực mà intangible là vô hình, liên quan tới khả năng quản trị, liên quan tới cái nguồn lực bên trong của chúng ta, con người của chúng ta, cách chúng ta thức, chúng ta tổ chức thị trường. Hoặc một cái khác là sự liên kết giữa doanh nghiệp này với doanh nghiệp khác cũng là một thứ intangible. Ví dụ như khi nãy anh Hải chia sẻ về câu chuyện của doanh nghiệp trong câu bộ sao đỏ hỗ trợ lẫn nhau. BNG cũng có một cách khác để nhận được sự hỗ trợ của nguồn chất xám của sao đỏ. BNG, thành viên hội đồng quản trị của BNG có 4 sao đỏ. Anh Hải là một trong 4 sao đỏ đó. Có thêm một sao đỏ khác chúng tôi mời vào thành viên hội đồng quản trị độc lập. Và như vậy chúng tôi show với thị trường là chúng tôi có một hội đồng quản trị rất cân bằng và độc lập, chuyên nghiệp. Và như vậy thì chúng tôi mới thể hiện được là chúng tôi có một năng lực về quản trị công ty, chúng tôi có một đội ngũ, thì lúc đó câu chuyện của chúng tôi và tính thuyết phục của chúng tôi trên thị trường nó mới thực sự thuyết phục. Và như vậy chúng ta thấy rằng cái không gian mà để anh tối ưu hóa doanh nghiệp của anh là đội ngũ của anh, về những cái mối quan hệ của chúng ta kết nối với nhau trong hội doanh nghiệp cũng có thể trở thành một tài sản, một lực đẩy cho doanh nghiệp của mình. Và đôi khi chúng ta không tính tới nó. Khi chúng ta biến những thứ vô hình đó xong, sau phản ứng kết hợp những thứ vô hình, chúng ta mới tạo ra một thứ hữu hình là tài chính, rồi sau đó mới là thị phần và khách hàng. Rồi, xin cảm ơn anh Thông ạ. Rồi.
Anh Phú ạ, chắc là mọi người cũng rất là chờ đợi cái sự bổ sung của anh. Dạ. Làm sao một SME mà nhìn thấy cơ hội thì nguồn lực thì kiếm đâu ra? Vâng, rất là mong anh. Thực ra thì câu chuyện mà bạn nói thì tôi khẳng định lại có đúng không? Ý nói là bạn đã nhìn ra thị trường ngách, đúng không ạ? Nhưng bây giờ làm thế nào được có được vốn để thực thi, có đúng không? Có nguồn lực để thực thi, có đúng đúng ý đấy không? Dạ, ở đây em xin phép chia sẻ cả cái ý của em hỏi là tức là ngoài cái nguồn lực ra, ví dụ như con người này và nguồn lực sẵn có doanh nghiệp này, có thể là huy động hoặc chưa huy động nhưng có là sử dụng nguồn lực sẵn có của doanh nghiệp, thì với cái nguồn lực mà không phải dư thừa mà đang là ở cái mức có thể chấp nhận được để sử dụng thì mình sẽ làm cách nào để mà sử dụng nguồn lực hiện tại của mình mà tốt nhất, thì dựa trên cơ sở là con người hay là về nguồn vốn, về tài chính, tiền, tài sản quyết định, hay là về cái cơ sở dữ liệu khách hàng hay là cái quản trị để mà mình có thể tiếp cận được với cái thị trường ngách đấy và mình mở rộng cái khách hàng mình ra. Dạ vâng, xin cảm ơn ạ. Thì theo kinh nghiệm của tôi ấy, thì tôi cũng khởi nghiệp từ lúc rất là bé, có thể bắt đầu vốn năm 1999 là có mỗi 30 triệu, thì cho thằng bạn nó vay 10 triệu bây giờ nó chưa trả. Thế là mình còn mỗi 20 triệu tiền mặt để khởi nghiệp. Thì câu chuyện là như này, lúc mình bé thì có hai cách để mình tận dụng. Một là mình phải tự làm, cố gắng là tất cả tiết kiệm nhất có thể. Ví dụ người ta lãi được 10 đồng thì mình phải lãi gấp 3 lần người ta. Tức là bằng cách là mình sẽ tận dụng tối đa cái nguồn lực mình, vì lúc đấy mình bé mà, mình có thể dùng mắt mình quản trị được tất. Mình không cần phải quy trình, quy cháo gì hết, không cần đấy, mình chỉ làm ngay, làm đêm để tiết kiệm và phải có lãi, và lãi tích vào vốn ngay. Thì cái đấy là một cách. Và vì thông thường lúc mình bé là đi vay rất khó. Đấy. Khi mình bắt đầu tạo dựng, mình bắt đầu có lời rồi, lúc đó mình bắt đầu chia sẻ những người thân cận nhất của mình, để làm sao ta có lòng tin. Thì thiệu bố mẹ vợ hay là vợ hay là có cái gì đấy nó đưa cho mình để mình tăng vốn. Thì đấy là cái bước thứ hai. Và tuyệt như tôi nói, để tiếp tục mình phải giữ từ từng cái người đó uy tín. Dần dần giống như câu chuyện của tôi như thế. Đầu tiên là vụ đi vay, đầu tiên là vay của mẹ vợ 70 triệu để đủ tiền nhập một cái công hàng đầu tiên. Nhưng mà mình vẫn phải, kể cả vợ mình cũng phải ngon lành thì nó mới tin, nó mới đưa, không giấu đi nó không đưa. Đấy. Xong đến bước thứ hai là lúc đấy chưa được vay ngân hàng thì mình bắt đầu đi nhập ủy thác. Nhập ủy thác tức là mình thì các công ty ủy thác có thể cho nó, thay vì ngân hàng 1% mình có thể chấp nhận bỏ ra 2% để mình thuê nhập, để mượn vốn người ta. Đây là bước thứ hai để huy động. Và đến khi mà tiếp tục thì ngân hàng bắt đầu dần dần yếu tố, thì đấy là cách của SME, một cách huy động vốn, một cách trung thực nhất, nhanh nhất. Còn nếu như các bạn vi phạm như tôi nói, đầu tiên phải tự lực cánh sinh để chứng minh mô hình mình kinh doanh có hiệu quả. Lúc đó mình chia sẻ cho người khác thì lúc đấy mình mới có cơ hội. Vì khi có hiệu quả mình có tiền để hoàn trả người ta, để giữ uy tín. Còn như kinh nghiệm của tôi thấy là tất cả tôi giúp, ở ngay cả doanh nghiệp trẻ, những người vay tôi chưa ai trả tôi hết tiền. Đấy là sự thật. Thông tin hơi chấn động ấy. Đấy, thì đấy là câu chuyện thì làm sao có huy động lần thứ hai. Mà khi người ta cho vay, bao giờ cho vay ít để thử ông như nào đã. Nếu mà ngay lần đầu ông vay được ít rồi ông không trả đúng hẹn, không trả ấy, thì đương nhiên không thể huy động được. Thì đấy là câu chuyện mà tôi muốn giúp bạn là uy tín và tự làm trong lúc bé, cố gắng để tạo ra cái bức tranh hiệu quả. Sau đó chúng ta mới bắt đầu chia sẻ cái bức tranh đó với những người thân cận nhất để người ta tin, sau tạo lập được cái rồi thì bắt đầu chúng ta sẽ huy động bên ngoài. Thì khi đó thì rất nhiều cách để huy động. Ok. Vâng, cảm ơn anh Phú ạ. Thông tin anh đưa ra thì nghe gây ngạc nhiên quá, nhưng không biết ở dưới anh chị nghĩ thế nào. Sau chương trình này buổi tối thì đúng nhận sai cãi. Cảm ơn anh Phú. Rồi, xin câu hỏi tiếp theo ạ. Dạ. Xin mời anh Kiểm ạ. Một doanh nghiệp đến từ lĩnh vực bất động sản, chắc là cũng rất nhiều trăn trở. Mic đâu, anh Kiểm giơ tay lên cho mọi người nhìn ạ. Dạ. Ban tổ chức phân bố đều 3-4 góc giúp cho. Vâng, trước hết thì em gửi lời chào, lời cảm ơn tới cả các anh chị đã chia sẻ những kiến thức rất là tốt. Thì em đến đây cũng mong các anh tư vấn cho em một câu thôi. Cái điều mà em rất là mất ngủ trong nhiều ngày vừa rồi. Đấy, thực ra thì em làm trong lĩnh vực phân phối bất động sản, thì thực ra là tích lũy năm nay gần 50 tuổi, mới được có mấy trăm tỷ thôi. Thì đứng trước những cái cơ hội như này thì em thì bảo làm, nhưng mà về gia đình thì khuyên mà bây giờ anh bằng này tuổi rồi, anh làm cái gì anh giữ đấy. Là bây giờ là những người theo mình cách đây 5 năm rồi,
rất là bộ khung mà xây dựng trên cả Sài Gòn, trên cả nước. Thế nên bây giờ em cũng rất là đau đầu, bây giờ cắt nó đi. Đấy, một người thì bảo giữ tiền, người bảo không giữ. Đấy thì em hỏi các anh là, em thì lại phân tích như này, cái chu kỳ ở Việt Nam có chu kỳ kinh tế, cũng như anh Phú vừa nói thì chắc là phải 2025 mới khôi phục được trong ngành phân phối của em. Mà em thì lại theo các công ty của Mỹ là gì ạ, chỉ làm được duy nhất một ngành thôi, tốt nhất cái của mình là bán hàng thôi. Thế là cuối cùng là bây giờ em cũng cắt cũng tương đối là nhiều rồi, 90% nhân sự để em giữ tiền. Mà từ lúc em cắt đi em thấy lại nhẹ hơn. Mà anh giữ lại được, anh có đồng ý không ạ? Cắt cho hội đấy, bởi vì hội tổ chức chương trình này như anh Nam nói đấy. Rồi mà chào hoa tay cho anh Kiểm ạ. Vâng, rất là vui. Tóm lại bây giờ là giữ tiền, giữ tài sản hay là tiếp tục chiến đấu khi đang rất khó khăn ạ? Chắc là không ai có thể trả lời tốt hơn anh Hải, bởi vì với ba cuộc đại khủng hoảng anh đã trải qua rồi. Xin mời anh. Nãy anh Quân có nói thì tôi cũng chia sẻ thật là cái bức tranh của gia đình và đồng thời nó chính là bức tranh của thị trường. Là trong nhà tôi ấy, thì tôi chuyển giao rồi. Thế nên là cái việc mà trả nợ ngân hàng, trả lương nhân viên là việc của con tôi. Thế nên là nó lo lắng đến mức nó không dám đi dự họp. Thế còn tôi thì chỉ tiêu tiền thôi. Thế nên là tôi ngồi đây và nhìn thấy mọi sự nó lạc quan. Là vì... về cái câu hỏi là vì tôi cũng làm trong lĩnh vực bất động sản thì tôi cũng có thể chia sẻ một cái vài cái quan điểm về thị trường bất động sản mà đang được trở thành là đang chủ đề rất là nóng hiện nay với toàn quốc. Là mỗi một cái lĩnh vực, mỗi một nghề đấy và mỗi một công ty thì phải lựa chọn cho mình những cái cách để tồn tại và để phát triển. Tôi thì làm bất động sản nhưng mà có thể là tôi lại có những cách làm nó cũng có đôi chút riêng. Tôi nói ví dụ như nãy vừa tôi vừa chia sẻ với anh Phú đấy là năm nay ấy, tất nhiên nói ra thì nhiều người ném đá, là năm nay ấy thì tôi chỉ tập trung chỉ suy nghĩ đến việc tiêu tiền thôi, chứ không tính đến cái chuyện là làm thế nào để bán được hàng, vì mình có cố cũng không bán được. Thế và vì vậy là tôi đang phải biến từ thịt làm thế nào nó trở thành lạp xưởng để trở thành làm những cái sản phẩm để có thể trữ được lâu dài, và nhìn vào là việc làm thế nào mình sống sót được đến độ 5 năm nữa thì mình mới bán, làm thế nào mà quản trị được cái rủi ro để 5 năm nữa mình mới bán thì tức là vẫn làm được, coi đấy là cơ hội. Và hiện nay thì chúng tôi đang làm như vậy. Và cũng tất nhiên tôi cũng nghĩ rằng là đúng như Long nói đấy, là Long thì biết rất rõ thôi, thì doanh nghiệp như tôi là chắc là hiếm. Từ Tết đến giờ thì tôi cũng giải ngân nhiều ngàn tỷ, và chắc là trong tháng tới, 2 tháng tới thì cũng đang một loạt các cái deal vài ngàn tỷ nữa để giải ngân tiếp cho chính bất động sản. Nghe thì bị thế nào bị ném đá, nhưng mà vì là đây cũng lại là một cái cơ hội. Và nếu như cái cơ hội mà mình nhìn thấy rằng là mình sống sót được bao lâu, đấy là cái quan trọng. Thế thì liên quan đến cái việc mà dòng tiền ấy, thì nãy anh Phú cũng nói rất là cụ thể rồi, là mỗi tiền nó không tự nhiên sinh ra và cũng không mất đi, nó chỉ chuyển từ chỗ nọ sang chỗ kia, từ túi người nọ sang túi người kia thôi, tổng không đổi. Bây giờ mình nhìn tổng quan như thế này là GDP của cả nước nó vẫn tăng, đúng không? 5, 6, 7 như thế, tức là nó vẫn dương, vì vậy là rõ ràng rằng nó vẫn tăng trưởng. Ví dụ như năm ngoái là P&G tăng trưởng 70%+, năm nay thì vẫn tăng, đưa rất khiêm tốn, nhưng mà vẫn tăng hàng chục ngàn tỷ doanh thu. Đấy. Và nếu như mà chúng ta bình tĩnh, chúng ta ngồi lại nhìn lại toàn bộ những em ngồi đây ấy, thì tôi tin tưởng rằng mọi người, số đông là vẫn đang lập kế hoạch kinh doanh, là doanh thu tăng trưởng, thậm chí lợi nhuận cũng tăng trưởng. Như vậy là chúng ta hãy nhìn nhận rằng là chúng ta đang có cái sức đề kháng và chúng ta có những sự tự tin của chúng ta. Đấy. Và những người mà thiếu tự tin ấy, thì nó sẽ mất đi các cơ hội và mất đi cái nhuệ khí để mình vượt qua các khó khăn. Đối với những lĩnh vực bất động sản ấy, thì vẫn có những cái phân khúc
mà nó vẫn có thường có cơ hội. Ví dụ như là chúng tôi từ rất sớm chúng tôi chiến tranh nhân dân đi về các vùng quê thì cái nhu cầu là vẫn là nhu cầu thật. Đến ngày hôm nay ấy, thì mọi người mới nói nhiều đến cái câu chuyện là sản phẩm phải hướng đến người có nhu cầu thật. Và chúng tôi đi sớm hơn cái việc đó. Đến ngày hôm nay ấy, thì mọi người mới nói đến câu chuyện là phải xây dựng nhà ở xã hội. Thì bây giờ chúng tôi đang có, trong tháng này chúng tôi có mấy ngàn sản phẩm nhà ở xã hội để bán rồi. Đấy, thì ví dụ như thế, thì tức là từ cái câu chuyện là tầm nhìn là rất là quan trọng và định đoán được các cái trước tương lai. Đấy, thì đối với các doanh nghiệp mà vừa và nhỏ, tôi cũng trải qua cũng từ tay trắng giống anh Phú đi lên, thì tôi nhìn nhận thấy như thế này, là những cái lúc này ấy, là những lúc mà chúng ta nên hợp tác với nhau để tìm kiếm các cái cơ hội và cùng hợp lực với nhau để cùng làm. Một cái giải pháp rất là cụ thể, tôi cũng muốn rằng là vừa từ lý thuyết sang đến cái thiết thực, thì tôi nghĩ rằng câu lạc bộ Sao Đỏ cũng như là các anh em ngồi đây cũng rất là sẵn sàng kết nối cùng với doanh nghiệp trẻ Hà Nội có những cái buổi nhiều hơn nữa, có thể những nhóm nhỏ, có những cái để chúng tôi có thể chia sẻ rất là cụ thể vào những cái việc của từng doanh nghiệp để giúp vượt qua các khó khăn. Cái thứ hai là chúng tôi cũng nghĩ rằng là ngoài cái việc mua bán sản phẩm của nhau rồi thì có thể chia sẻ những kinh nghiệm, những bí quyết. Cái thứ hai là có thể giúp đầu tư. Đúng không? Đầu tư thì anh Phú là chuyên gia rồi, thì có thể giúp để đầu tư vào để cùng nhau cùng vượt qua các khó khăn. Cái thứ ba nữa là có thể làm được mà giữa câu lạc bộ Sao Đỏ cộng với lại Hội Doanh nghiệp Trẻ Hà Nội là tổ chức, có thể là mời các anh chị em trong câu lạc bộ Sao Đỏ trở thành những thành viên hội đồng quản trị độc lập ở trong các công ty của các anh các chị để giúp tư vấn làm cho, cũng giống như tôi cũng đang là thành viên hội đồng quản trị của PNG. Đấy, thì trong PNG có 4 Sao Đỏ đang ngồi trong hội đồng quản trị, và cái việc đó thì nó rõ ràng là nó tăng thêm cái sức mạnh, tăng thêm cái để chúng ta vượt qua. Cái cuối cùng ấy, thì tôi muốn nói rằng là trở lại cái lúc nãy tôi nói rằng là trong lúc khó khăn thì mình phải làm thế nào để làm ra được cái sản phẩm của mình là sự lựa chọn tốt nhất của khách hàng. Đấy là câu rất là lý thuyết, nhưng mà để làm ra được một cái sản phẩm mà là sự lựa chọn đầu tiên của khách hàng thì chúng ta phải có những con người tương ứng để mới làm ra được sản phẩm. Thì đây là cơ hội, đây là cơ hội, lúc này là có cơ hội là chúng ta có thể có được con người tốt để chúng ta thay đổi cái con người, có những con người tốt để làm ra được sản phẩm khác. Thì chúng ta luôn nhìn nhận là cơ, tìm thấy cơ trong nguy, như là Hà lúc nãy nói, là luôn luôn suy nghĩ tích cực là cơ trong nguy. Chúng tôi nói hay hơn, nói đơn giản hơn là ớt thì cay, chanh thì chua, nhưng mà cho vào phở thì nó mới ngon. Thì đây cũng là một cái mà gia vị để cho cuộc sống nó sinh động hơn. Xin cảm ơn. Rồi, xin cảm ơn anh Hải. Anh Hải vẫn khẳng định là nhiều cơ hội hơn anh Quân ạ. Vâng, thế thôi tối thì uống rượu các anh tranh luận tiếp. Xin mời anh Phú bổ sung ạ. Anh chia sẻ ý này mà cho bạn yên tâm này này. Lúc này ấy, nghệ thuật bạn biến cái định phí thành biến phí. Thì các nếu nhìn ra công ty nước ngoài ấy, tại sao mọi thứ nó outsource và co-office chẳng hạn cũng là một cái mô hình gọi là, hoặc là ngay cả những cái như là bây giờ những cái như là Grab hay nó đều là dựa trên nền tảng là nó đếch bỏ cái gì ra cả. Thì cái nghề của bạn nên như thế, tức là tương tự các doanh nghiệp khác cũng thế. Cái nghệ thuật của quản trị là chúng ta biến các cái định phí thành biến phí, tức là biến phí nó tăng tỷ lệ thuận với doanh thu, khi không có doanh thu không phải trả, nhưng đổi lại là phải chia sẻ. Được lại đến lúc có doanh thu nhiều thì ông được nhiều. Thì như vậy là chúng ta sẽ đồng hành trong lúc khó khăn được. Đấy là cái mà tôi muốn chia sẻ bạn trong những khó khăn này. Và như vậy là chúng ta cũng chia sẻ được cả gánh nặng cho nhiều người nữa. Đấy, chứ còn nếu bạn thuê mà trả lương cứng đến lúc đấy có doanh thu thì bạn tiêu sạch cái đống mấy trăm tỷ đấy là hết. Nhưng bây giờ làm sao biến cái định phí thành biến phí. Có doanh thu, có lãi tôi mới trả. Đấy, nhưng ngược lại nếu mà có thì tôi phải chia rất nhiều. Tôi chia sẻ tương lai. Ví dụ như vậy. Thì đấy là một cái gợi ý. Okay. Vâng, thật là rất là tuyệt vời. Một tràng pháo tay cho gợi ý của anh Phú. Và với lời khuyên này mà anh Kiểm giữ được mấy trăm tỷ thì nhớ cắt cho hội 2%. Tôi nhớ là giao thương trong hội là như vậy. Đây là chất xám, đúng không ạ? Chứ không phải là mỗi mua bán hàng hóa.
Các câu hỏi tiếp theo ạ, xin mời ạ. Phía góc bên này tôi thấy trầm quá. Dạ. Các anh chị ở phía góc bên, và một bà cánh tay ở gần cuối hội trường, xin mời ạ. Dạ vâng ạ. Rồi. Xin mến chào quý doanh nhân ạ. Hôm nay tôi thật sự là thấy mình vinh dự quá. Hôm nay nghe từ đầu đến cuối rất chi là tuyệt vời ạ, như một giấc mơ ạ. Vâng, và có lẽ tôi xin giới thiệu trước ạ. Tôi là Hương, CEO của Infocom ạ. 30 năm thì làm trong ngành công nghệ thông tin. Tôi là em của CMC ạ. Và tôi nói lên thay lời muốn nói cho rất nhiều quý doanh nhân ở dưới này. Từ nay tôi muốn nghe, tôi nghe rất nhiều đấy ạ. Câu lạc bộ Sao Đỏ và câu lạc bộ doanh nhân trẻ kết hợp với nhau ạ, tạo cho chúng tôi những doanh nghiệp nhỏ một cơ hội được phục vụ các anh chị ạ. Tôi mong ạ, tôi mong mỏi từ một người bán buôn ạ, bây giờ bán lẻ được phục vụ cho toàn tên tuổi lớn ạ. Tôi rất mong điều đấy cụ thể. Những người nào hôm nay ngồi đây là những người cực kỳ năng lượng, anh chị có thể cụ thể hóa cho họ một cơ hội được không anh chị? Cảm ơn anh chị đã lắng nghe ạ. Vâng, hay quá. Chị là chắc là chuyên gia push sale rồi đúng không ạ? Một tràng pháo tay lớn cho chị được không ạ? Dạ. Tôi thấy có một cánh tay ở phía sau chị vừa xong ạ, một bạn nữ. Vâng, xin mời ạ. Dạ. Xin chào quý diễn giả cùng toàn thể anh chị trong hội trường. Em Nguyễn Hà hiện đang làm việc trong lĩnh vực bất động sản và có một câu hỏi xin được dành tới anh Long và chị Hà. Hiện nay thì em thấy là thị trường bất động sản đang lao dốc. Thế nhưng mà em là một doanh nghiệp làm về lĩnh vực môi giới thổ cư. Thì hiện tại em thấy là một doanh nghiệp cá nhỏ như em vừa mới tham gia thị trường thôi. Thì trung bình là một nhân sự môi giới vẫn có thể dẫn được 7 đến 10 khách xem nhà một ngày. Và trung bình một tuần vẫn có từ 2 đến 3 vụ chốt. Vậy thì cái thị trường bất động sản thổ cư có phải là một cái khe hở để các chủ doanh nghiệp bất động sản có thể chuyển hướng từ dự án sang thổ cư để phát triển hay không? Chứ em thấy bây giờ đi đâu cũng toàn thấy là thị trường bất động sản toàn thông tin tiêu cực. Anh Kiểm có 100 tỷ trong tay mà còn mất ngủ nhiều ngày. Huống gì là em một cá bé vừa mới vào thị trường mà phải quay xe luôn thì áp lực lắm. Cái câu hỏi số 2 đấy là nếu như thị trường bất động sản thổ cư đúng thực sự là một cái ngách, vậy thì theo các diễn giả là sẽ có một cái chính sách nào, một cái liên quan đến cái nới room tín dụng dành cho bất động sản thổ cư hay không? Bởi vì em biết là cái tín dụng bất động sản thường sẽ là tín dụng dài hạn, trong khi cái nguồn vốn của các ngân hàng thì thường sẽ là nguồn vốn ngắn hạn 80%, 70-80%. Vậy thì liệu trong thời gian tới 2023 hoặc 2024 ngân hàng sẽ có những cái chính sách nới room tín dụng dành riêng cho cái thị trường bất động sản thổ cư hay không ạ? Em xin hết. Rồi, xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Một chạm vào tay cho bạn gái đúng không ạ? Cái câu hỏi thứ hai thì tôi xin phép gợi ý trước. Ở đây trong hội chúng ta, ban chấp hành có anh Việt là hiện nay thì đã lên hội sở rồi, chứ anh là giám đốc của MB Bank Trần Hưng Đạo, thì anh sẽ trả lời giúp câu hỏi số 2 giúp tôi. Ban tổ chức sẽ chuyển mic đến cho anh ấy được không ạ? Và câu hỏi số 1 thì xin mời anh Long và chị Hà đánh giá như thế nào về thị trường ngách bất động sản thổ cư ạ, mà bạn ấy vừa nêu lên ạ. Vâng, xin mời anh Long trước ạ. Alo. Thực ra thì bạn hỏi là một cái gọi là thị trường ngách. Tuy nhiên thì gọi là cái khái niệm bất động sản thổ cư ấy. Thực ra ở đây thì như chúng tôi không đánh giá riêng đây là một cái thị trường nó khác biệt đối với cái thị trường khác, mà ở đây chúng tôi đang nhìn nhận nó là khi đầu tư là đấy một cái thị trường mà những cái sản phẩm bất động sản là có cái là tạo dòng tiền và có giá trị sử dụng sản phẩm hiện hữu. Cho nên thực ra thì nó cũng khác các cái hình là cái đầu tư trước đây là nhiều doanh nghiệp và nhiều nhà đầu tư là đầu tư theo kiểu đầu cơ, tức là đầu tư đất nền rồi đầu tư vào cái dự án trên giấy rồi đầu tư vào những sản phẩm tương lai, thì như vậy là bất động sản thổ cư nó cũng khác một chút đấy, là như vậy là những sản phẩm hiện hữu và có giá trị khai thác sử dụng. Thì tôi nghĩ rằng là tất nhiên cái thị trường đấy là một thị trường luôn luôn có nhu cầu, nhưng mà nó cũng không hẳn là khác hẳn cái bối cảnh chung của nền của thị trường bất động sản đâu. Còn chúng tôi thì cái đầu tư chúng tôi là đầu tư thì không nhìn nhận là chỉ đầu tư với một cái thị trường như vậy là riêng, là tách riêng bất động sản thổ cư, mà chúng tôi đầu tư vào những cái thị trường bất động sản, sản phẩm bất động sản mà gọi là có khả năng tạo dòng tiền nhanh, nó có cái giá trị sử dụng những sản phẩm hiện hữu, chứ không phải sản phẩm bây giờ chúng ta chờ đợi gặp ảnh hưởng pháp lý hay là ảnh hưởng những cái về dòng tiền thì chúng ta bị đứt gãy, thì như vậy là cái sản phẩm đấy là chúng ta bị treo bị chết. Cho nên là những người ở khái niệm là thị trường của bạn thì tôi nghĩ rằng là một cái sản phẩm chung của thị trường thôi, là những cái sản phẩm bất động sản có cái giá trị khai thác sử dụng hiện hữu, có dòng tiền, thì chúng tôi nghĩ rằng là đấy là sản phẩm mà luôn luôn có nhu cầu, mà luôn cần thiết cho xã hội.
Và như vậy thì cái việc đầu tư thì phát triển cái thị trường đấy thì chúng tôi nghĩ là vẫn có nhu cầu, vẫn có thị trường. Và thị trường đấy thì tôi nghĩ rằng là chỉ có nó ảnh hưởng hay không ấy, là ảnh hưởng vẫn như các anh ở đây vừa nói ấy, là nó ảnh hưởng là đến cái việc là từ cái dòng vốn, từ cái kênh dẫn vốn của thị trường nó khó, hay là như ảnh hưởng từ những cái nhu cầu, cái cầu nó yếu, tiền không có thì nó mới ảnh hưởng đến thị trường, ảnh hưởng đến thị trường chung. Cho nên nó không chỉ là ảnh hưởng mỗi thị trường bất động sản thổ cư mà ảnh hưởng thị trường chung, bất động sản chung. Và vẫn phải chờ đợi, vẫn phải đánh giá, vẫn phải nhìn nhận là từ cái thực tế của thị trường, từ thực tế của nền kinh tế, từ thực tế của dòng tiền thì mới thấy ra đấy là hiệu quả hay không, là thì bất động sản thổ cư đã đầu tư hiệu quả hay không thôi. Thì như vậy là ở góc độ nếu mà bắt đầu mà phát triển dự án bất động sản ấy, thì như hiện tại chúng tôi cũng có cái yếu tố chúng tôi phát triển dự án bất động sản theo cái hướng là phát triển những sản phẩm bất động sản hiện hữu, có nghĩa là chúng tôi ví dụ chúng tôi đầu tư về những sản phẩm bất động sản về nhà phố ở tôi đầu tư ở tận Budapest, Hungary, vì là tôi không phải đầu tư về bất động sản thổ cư, bất động sản hiện hữu có giá trị sử dụng khai thác mà do thị trường đấy nó đang tốt, khai thác bán tốt, nhu cầu sử dụng tốt, khai thác về cái doanh thu tạo ra, về du lịch, rồi về khai thác cho thuê nó tốt, hay là như về chính sách của cái nhà nước bên đấy nó tốt, cho nên là thu hút được cái nhà đầu tư, cho nên chúng tôi đầu tư. Vâng ạ, đấy là cái cách thức của chúng tôi. Anh có thể trả lời là cho bạn ấy là tóm lại là bất động sản thổ cư có phải thị trường ngách không ạ, trong thời điểm hiện nay không ạ? Tôi nghĩ không phải thị trường ngách. Rồi, cảm ơn anh Long ạ. Chị Hà có bổ sung gì không ạ? Thực ra thì đối với các cái nhà phát triển bất động sản thì tôi cũng có một cái quan điểm cũng tương đối tương đồng với anh Long ạ. Đất thổ cư thực ra là đất, đối với thị trường bất động sản thì sẽ có đất nền. Đất phát triển dự án thì cũng vẫn có đất nền. Và đất thổ cư là một cái ngạch và một cái thị trường mà từ trước đến nay đối với thị trường bất động sản, khi mà bất động sản chưa nở rộ thì đất thổ cư vẫn là một cái sản phẩm để cho cái việc buôn đi và bán lại, và cũng có các cái mục đích như cái thị trường bất động sản bình thường. Nhưng tuy nhiên để mang lại tính lợi ích và tính hiệu quả và mang lại cái dòng tiền như anh Long có chia sẻ, thì cái việc là đầu tư vào các dự án thì cái khả năng mang lại dòng tiền nó to, nó nhanh, thì mọi người đối với khi mà cái thị trường nó bùng nổ thì mọi người tập trung nhiều vào cái mảng tức là đầu tư vào các cái dự án và bất động sản. Thế thì còn cái thị trường bất động sản mà nó liên quan đến giá trị thổ cư thì cũng vẫn là một cái dòng mà rất nhiều người quan tâm vì nó có tính ổn định cao và nó mang tính chất là tích lũy nhiều hơn. Vâng, nên đấy là cái ý kiến ạ. Xin mời anh Phú bổ sung. Anh nói này, em là cá bé thì đấy là đương nhiên là thị trường của em. Đừng có dớ vào anh Long dự án, dự yếc là gì, mất thời gian làm gì có tiền mà đầu tư vào dự án. Nên buôn đi bán lại là chắc chắn đấy là cửa của em, nên cứ tập trung vào đấy cho anh là ok. Đấy, còn ý của bạn thứ hai tôi hỏi là gì, hãy cho em một cơ hội. Chẳng ai cho em cơ hội đâu, chỉ có em đi cho hội người khác. Nếu các bạn muốn bán được sản phẩm gì, hãy tiếp cận khách hàng của mình và chứng minh rằng hãy mua của em đi rẻ hơn thằng khác, người khác. Lúc đó có nghĩa em phải trao cơ hội cho người khác, đó là cơ hội. Còn kinh nghiệm của anh kinh doanh ấy, thương trường, kể cả anh em ruột, nếu mình bán cho anh em ruột đắt hơn là chất lượng xấu thì kiểu gì thằng đứa em ruột mình có khi nó luồn đi mua cả ông hàng xóm. Đấy là sự thật. Vậy trong kinh doanh là như vậy. Rồi, xin cảm ơn anh Phú ạ. Dạ, vâng. Rồi anh mình mang cơ hội cho người khác, vâng, thì dễ làm hơn. Rồi. Xin mời anh Việt MB Bank có thể trả lời câu hỏi thứ hai cho bạn rất ngắn gọn không ạ? Anh Việt ạ, ban tổ chức giúp tôi được ạ. Chắc là anh còn ngồi ở đây chứ. Có không nhỉ? Không ạ. Thôi cái đấy chắc là tế nhị đúng không ạ? Anh ấy làm chính sách ở trên hội sở, chắc là tối bạn mời anh ấy ly vang và hỏi riêng được không ạ? Vâng. Xin mời câu hỏi tiếp theo ạ. Giờ chắc là góc giữa đi, chuyển sang góc giữa chưa thấy. Các anh chị chúng ta, đây là buổi tọa đàm mở, tưởng nói ngay từ đầu rồi ạ. Đây là cơ hội để anh chị được nghe những cái lời khuyên, những lời tư vấn từ những người anh, người chị hàng đầu. Có vẻ hơi tối và tôi nhìn không rõ. À vâng, xin mời anh Hồ Hoàng Hải ạ. Vâng. Trước hết là em xin được cập nhật cho các diễn giả ở đây cũng như là anh em trong hội trường cái kết luận của Thủ tướng trong cuộc họp vừa mới sáng nay. Một hai câu ý chính thôi. Anh Hải ơi, gạch đầu dòng 1, 2, 3 thật nhanh anh nhé. Dạ. Dưới 30 giây. Thứ nhất là không ai giải cứu ai. Các doanh nghiệp
bất động sản phải có trách nhiệm với chính mình, giải quyết các khó khăn do chính mình gây ra, do dự báo không sát, phát triển thị trường không tốt, đầu tư vốn không hiệu quả. Đấy, xin cập nhật. Nóng ngay bây giờ. Đấy, thứ hai vừa rồi thì anh Hải có nói rằng là trong cái khủng hoảng khó khăn này thì chúng ta nên tự tin. Vì là nếu mất tự tin thì sẽ mất cơ hội trong chính mình. Thì em rất là ủng hộ, rất là đồng tình. Thế tuy nhiên em lại gặp phải một cái vấn đề khác là em lại mất lòng tin vào khách hàng. Tại vì Phú Thành thì làm cái nghề là chiếu sáng các cái công trình. Và khách hàng là các chủ đầu tư, các dự án lớn. Thế thì vừa rồi thì trong nửa năm trở lại đây thì tôi cảm nhận một cái rất là rõ ràng là tôi cảm giác là hình như không có ai có tiền, không ai còn tiền. Cái đấy nó thể hiện qua là trước đây thì tất nhiên khách hàng cũng có những cái khách khó thu nợ và cũng có những cái khách mà có truyền thống là đàng hoàng. Nhưng thời gian qua là kể cả những cái khách mà truyền thống đàng hoàng đấy cũng lại gặp khó khăn, cũng kéo dài không thanh toán. Thì tôi mới có một cái cảm giác rất thực tế là không ai còn tiền. Thế thì nó dẫn đến một cái việc là gì? Thời gian gần đây tôi có một số cái hợp đồng mà khách cứ giục ký vài chục tỷ. Bình thường ra thì có những hợp đồng như thế thì tôi khao cả công ty. Thì bây giờ là tôi vừa ký vừa run. Tôi cứ cảm giác là không biết là nên mừng hay là nên lo. Tôi cảm giác như người ta đang lùa mình vào chuồng ấy. Tôi ký một cái đặt cọc cho khoảng 20% cho mày làm đi. Xong cuối cùng là lại tiếp tục lại rơi vào cái tình trạng như mình đang gặp. Và thậm chí là phải mất nên xin khách là cho em 2 ngày. Tức là lấy lý do là bận việc này việc kia đi công tác. Nhưng mà 2 ngày đấy là để suy nghĩ xem có nên ký hay không. Hay là tìm cách thoái thác. Và vừa rồi là tự tay phải ký một công văn là tôi xin hủy cái thương thảo hợp đồng. Tức là chính vì mất cái niềm tin vào khách hàng. Tất nhiên là lấy lý do khác. Đấy, thế thì xin hỏi anh là để trong cái tình huống của tôi là không phải mất tự tin vào bản thân mà lại mất niềm tin vào khách hàng như thế thì nên xử lý thế nào? Đấy, xin cảm ơn các anh. Vâng, anh vâng, chắc em mời anh Hải, một người mà anh Hồ Hoàng Hải coi như một người anh rất là thân thiết, đúng không ạ? Và thôi em cũng bật mí là nói chung là nói thế nào nhỉ? Vì cũng liên quan đến nhiều người trong hội doanh nhân trẻ cả nước ấy. Thực ra đây cũng là một trong những hình thức chiếm dụng vốn mà anh Hồ Hoàng Hải gặp rất là nhiều. Và trong bối cảnh khó khăn như vậy thì bây giờ nên làm nào anh? Đầu tiên thì tôi cũng phải nói thật là tôi cũng xuất thân là từ nhà thầu. Và đến tận ngày hôm nay thì vẫn đang đi làm nhà thầu và vẫn đi bán hàng và cũng giống như Hải. Hai vai, một vai tiêu tiền và một vai là vẫn đang đi bán sản phẩm của mình. Và nên cái câu chuyện của cá nhân của tôi thì cũng giống câu chuyện của Hồ Hoàng Hải. Và thật ra mà nói thì khó mà có một cái công thức nào chung để cho giải quyết được mọi cái trường hợp. Nhưng mà nhìn chung cái nghề đi bán hàng ấy, thì nó luôn luôn có cái tiềm ẩn của cái rủi ro là cái việc bán được hàng mà không thu được tiền. Và cái này thì nó là cái bệnh mà khổ quá nói mãi. Và bây giờ mình rút kinh nghiệm rồi thì ngày mai nó vẫn là mắc là chuyện hết sức bình thường. Thế bây giờ giải quyết cái vấn đề đấy ở trong mỗi một cái giai đoạn ấy, thì có thể nó có những cái kịch bản khác nhau. Trong cái điều kiện mà trong cái môi trường mà kinh doanh tất cả các doanh nghiệp đều cùng thuận lợi thì cái được gọi là rủi ro. Đầu tiên là mình xác định là chưa muốn nói đến là cái ông chủ đầu tư, cái ông trả tiền mình là ông không tử tế thì loại sang một bên nhé. Mình đang chỉ nói rằng là mất niềm tin là vì một người rất là tử tế, mình tin họ mà cuối cùng họ không có tiền trả mình nữa. Chỉ xét ở cái góc độ này thôi. Thì cái khi mà cái thị trường nó khó khăn ấy, thì nguyên lý ấy, thì là ông nào mà càng to thì nó càng khó. Cái khó đấy nó càng lớn hơn. Đấy, thế thì lúc đấy thì người ta sẽ liên quan đến cái sự cần thiết của mình, đúng không? Để cho người ta được cái ưu tiên trả trước. Đấy. Thế thì liên quan đến sản phẩm, liên quan đến rất nhiều thứ. Thì ngoài cái câu chuyện của hợp đồng thì phải chắc chắn ra thì chắc chắn rồi. Thế tuy nhiên rằng là mình cũng có những cái cách làm để cho mình luôn luôn là cái mà người ta cần để phải trả trước. Đấy, thì cái tư duy theo cách như thế. Tôi nói ví dụ như giả sử như là anh Hồng Erogen đầu hôm nay ngồi đây chắc tí nó có ở đây. Thì tôi làm với anh ấy, chủ đầu tư mà phải trả tiền cho mình ấy, là những người mà đã có cái lịch sử thanh toán tốt, có cái quan hệ với các cái đối tác mà cung cấp các dịch vụ cho mình tốt. Thì bây giờ trong những thời điểm này là cực kỳ quan trọng. Đấy, cực kỳ quan trọng. Và càng ngày chúng ta càng phải làm chuyên nghiệp. Ví dụ như là có rất là nhiều hình thức để đảm bảo cho cái việc đó
Ví dụ như chúng ta bắt đầu phải làm những cái việc là phải bảo lãnh ngân hàng, rất nhiều thứ khác. Tóm lại là có những cái bảo lãnh thì nó sẽ giải quyết được cái câu chuyện rủi ro. Một lần nữa thì tôi vẫn nghĩ rằng là số 1 vẫn là phải củng cố lại. Khi nào người nào mình không tin thì mình không nên làm. Cảm ơn rất nhiều. Anh Phú lại muốn bổ sung. Anh có ý khác anh Hải tí, vì anh cuộc đời này kinh doanh chả tin đúng mẹ nào cả. Đấy là sự thật. Vì chúng ta tin ý, là chúng ta mất lòng tin nó đau khổ lắm. Mất lòng tin nó đau khổ hơn mất tiền. Nên quan điểm của tôi cho vay ai là tôi xác định là mất. Người ta có trả hay giả tôi đích quan tâm. Thế mình mới ngủ ngon được. Vậy trong trường của bạn ấy thì tôi thấy như này. Thứ nhất, nếu trường hợp mà tôi cho nợ, tôi xác định là mất. Nhưng tôi kể cả mất tôi vẫn phải được một cái giá trị vô hình nào đó lớn hơn cái số tiền tôi mất. Tôi sẽ quyết luôn. Ok, một trường hợp. Trường hợp thứ hai, tôi sẽ đem cái hợp đồng này ra, tôi thế chấp với ngân hàng vào đấy, nó nợ cho tôi, ông có cho tôi nợ không? Thế hai thằng nó bù trừ cho nhau. Xong, nếu được cân. Đấy là trường hợp thứ hai. Và trường hợp thứ ba là điều kiện hợp đồng. Thí dụ, ông tôi bán trong cái nhà này gì? Trong trường hợp xấu nhất, phải lấy được cái tài sản đó và ép được cái giá thật thấp. Nếu đồng ý chơi thế đổi và cầm chắc cái mình có thể lấy được. Thế là chơi. Đấy, còn cái cách mà bảo là tin nhau thì tôi không tin, mà nếu mất trường hợp là tôi phải đổi lại được, giống như kiểu mất anh ý mà tôi có một quan hệ khác thì giá trị vô hình tôi lớn hơn cái khoản tôi mất thì cũng chơi. Thì đấy là cách nhẹ nhàng và chúng ta lúc nào cũng cười tươi được, mất tiền vẫn vui như Tết, không có gì phải đau đầu. Đấy là một số chia sẻ như vậy. Vâng, cảm ơn anh Phú rất tuyệt vời. Bác ạ, chúng ta cũng không quên anh Sắc Phú ở trên chương trình Sắc Tăng Việt Nam là gì, là cứ đầu tư cho ai mà vỡ nợ là phải về làm thuê cho anh Phú 10 năm, đúng không ạ? Đấy thì anh, một tràng pháo tay nữa cho anh Phú ạ. Dạ. Rất là chắc cú. Một câu hỏi cuối cùng ạ. Dạ. Nào dưới hội trường ạ. Dạ. Xin mời các anh chị. Yêu ai lắm thì chúng tôi chỉ còn một câu hỏi nữa để ban tổ chức nhắc này. Đấy. Anh chị cuối cùng ạ. Vâng, xin mời anh. Vâng, xin chào anh, em là Nguyễn Xuân Kết, thì em đang có một công ty về công nghệ hỗ trợ các doanh nghiệp bán hàng. Thì anh chị hôm nay rất nhiều câu hỏi về thị trường Việt Nam, thì hôm nay em có một câu hỏi về cho anh Phú về thị trường nước ngoài. Thì em được biết là Sunhouse cũng rất nhiều sản phẩm, nhưng mà khi mà chọn cho thị trường nước ngoài thì có thể lựa được khoảng 5 sản phẩm. Thì hôm nay em muốn có anh có một lời khuyên một số doanh nghiệp, anh nghiệp nhỏ ở đây, để xem là cái sản phẩm của Việt Nam nào có thể đánh được trong 2023 có thể làm xuất khẩu. Và đó là với cái thị trường trong nước mà nó vượt cung này, thì cái ngành hàng nào và có thể bọn em có thể trong cái lựa chọn của Sunhouse mà hàng nghìn sản phẩm mà chỉ có 5 sản phẩm nước ngoài, thì có doanh nghiệp nhỏ nào bọn em có cửa cho thị trường nước ngoài? Xin cảm ơn. Vâng, chắc là cứ mời anh Phú trả lời trực diện trước. Thực ra thì nếu mà trong sản xuất thì mình cần phải lưu ý mấy thứ này. Khi đi ra ấy, mình phải có lợi thế cạnh tranh gì? Thì đầu tiên tôi gợi ý là hiện nay các hiệp định thuế quan, chúng ta phải soi vào cái thị trường chúng ta đến, thì cái thị trường thuế quan giữa thị trường thuế quan của mình vào cái nước đó với cái đối thủ cạnh tranh chính vào nước đó có chênh lệch thuế quan hay không. Nếu có thì chúng ta vào thì nó có một cái rào cản để giúp chúng ta cạnh tranh ban đầu. Thí dụ như bây giờ một số vào Mỹ mà phải áp 25% chẳng hạn, mà Việt Nam là không. Thí dụ vào Nga, vào Mexico từ Trung Quốc là 25 mà Việt Nam là không, thì đấy là một cái rào cản để chiến thắng. Cái thứ hai là lợi thế cạnh tranh của mình là gì. Ví dụ nếu như nước mình là lợi thế là nguồn nguyên vật liệu hay là nhân công, mà cái sản phẩm đó mình có lợi thế cạnh tranh với đối thủ cạnh tranh chính, và mình phải phân tích ngay bài toán lý thuyết là trong trường hợp xấu nhất thì sao. Tức xấu nhất đây là cái chi phí cao nhất, giá bán thấp nhất, và tất cả cái bài toán xấu nhất mà mình vẫn hòa vốn hoặc là lỗ hoặc là trong mức độ chấp nhận được, và mình được những giá trị vô hình bù đắp được cho cái lỗ đó, thì chúng ta mới bắt đầu. Thì đấy là những cái kinh nghiệm của tôi, mà nếu như bạn để ý thì bạn hãy tập trung phân tích cái lợi thế cạnh tranh của cái sản phẩm mà bạn định thâm nhập cái thị trường nào đó, thì bạn định cạnh tranh với ai, đúng không ạ? Và cái sản phẩm của bạn có lợi thế so với đối thủ cạnh tranh hay không, thì thông qua rất nhiều cái rào cản thuế quan hoặc là lợi thế về nội tại của mình chẳng hạn, để mình so sánh và lập ra bài toán lý thuyết trước, giả định trước trong kịch bản xấu nhất, thì chúng ta vẫn bù đắp được cái được và cái mất. Chúng ta bù đắp được thì là chúng ta ok thôi. Vâng, một tràng pháo tay dành cho anh Phú đúng không ạ?
Câu hỏi này thì tưởng rất là muốn cái sự bổ sung chia sẻ ý kiến của anh Thông. Anh Thông thì xuất thân là một chuyên gia tư vấn, làm việc cho một tập đoàn tư vấn rất lớn của quốc tế. Và anh Thông cũng là một người có thể nói trong hội doanh nhân trẻ thành phố Hồ Chí Minh là một doanh nhân tri thức lớn, rất là bài bản. Và rất là mong anh có thể là chia sẻ thêm cái góc nhìn. Mặc dù đây là bạn nói như về nhiều về chủ đề về đang để tiến ra thế giới, đúng không ạ? Nhưng mà dưới góc nhìn của một nhà tư vấn, em biết là tư duy và quản trị của anh vô cùng bài bản để phân tích được mọi góc cạnh của vấn đề, thì anh có một số thêm những cái lời khuyên và những cái kiến giải cho bạn được không ạ? Thật ra sẽ không có công thức. Cho dù có chuyên gia tư vấn thì chúng ta cũng sẽ không có công thức. Và đó mới là vẻ đẹp của thị trường. Nên cái câu trả lời đó lại là câu trả lời dành riêng cho từng doanh nghiệp. Và cũng giống Thông đồng ý với ý của anh Phú. Cái điểm key nhất là chúng ta phải xác định được cái competitive advantage, cái lợi thế cạnh tranh của mình là gì. Dĩ nhiên môi trường vĩ mô chung liên quan tới các sắc thuế, liên quan tới các hiệp định là một cái lợi thế. Nhưng một câu chuyện đó, lợi thế đó nó dành cho tất cả các doanh nghiệp trong cùng quốc gia khi mà xuất khẩu. Thì câu chuyện đặt ra là cùng trong ngành đó mình khác gì so với những người khác và mình có điểm trội gì hơn. Và nhìn về cái cụ thể hơn trong thời điểm này, ví dụ như bạn hỏi rằng ngành nào, thì chúng ta sẽ thấy những câu chuyện là ví dụ như tại thời điểm này, những cái ngành liên quan tới furniture thì thật ra từ năm ngoái đã rất khó và chắc phục hồi sức cầu cũng còn lâu. Okay. Trong khi đó những nước bên kia thì những câu chuyện liên quan tới chuyện những sản phẩm thiết yếu sẽ vẫn tiếp tục. Câu chuyện của chiến tranh tại giữa châu Âu như vậy cũng gây đứt một số các cái supply chain, những cái chuỗi cung ứng, trong chuỗi cung ứng liên quan tới thực phẩm, những chuỗi cung ứng liên quan tới Ukraine và các bên liên quan, cũng là một cơ hội cho chúng ta bước vào và tìm ra những cái khe ở chỗ đó. Một câu chuyện khác là khi Trung Quốc mở cửa trở lại thì những cái raw materials, những cái sản phẩm liên quan tới nguyên liệu thô hoặc là các cái sản phẩm gắn với cái tính mobility, ví dụ liên quan tới vỏ xe, liên quan tới cao su, liên quan tới các sản phẩm đó, nó sẽ bắt đầu phục hồi trở lại so với sức tiêu dùng bị gián đoạn trong 2 năm vừa rồi. Thì đó cũng là một khe hở khác mà chúng ta có thể khai thác. Còn dĩ nhiên sẽ không có lời giải cho tất cả mọi người, bởi vì nếu lời giải tất cả mọi người thì ai cũng xuất khẩu được hết, không còn cơ hội cho mình. Và cái câu trả lời quan trọng nhất là bạn phải nhìn ra được mình giỏi hơn những đơn vị khác chỗ nào, và nhìn cái xu hướng chung đó chúng ta đoán gió chúng ta bay thôi. Dạ, cảm ơn bạn. Dạ, cảm ơn anh Thông rất nhiều. Dạ. Rồi chúng ta cùng dành một tràng pháo tay thật lớn dành cho tất cả năm diễn giả được không ạ? Thưa tất cả các anh chị, thời gian trôi đi 2 tiếng thật là nhanh, và do cái thời lượng của chương trình tôi biết là các anh chị còn rất nhiều những cái băn khoăn, những trăn trở muốn được chia sẻ. Chúng ta sẽ còn cái phần giao lưu buổi tối của Xuân Đoàn Viên Gala Dinner thì chúng ta sẽ còn nhiều thời gian hơn. Như ban tổ chức và cũng như cá nhân Tưởng cũng đã chia sẻ từ đầu, rất là khó để với một cái chủ đề như ngày hôm nay, đúng không ạ? Kinh tế 2023 nhận diện và hành động. Như anh Phú đã nói, không phải là trăm mà có lẽ là hàng ngàn, đúng không? Mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh. Và một câu nói Tưởng rất thích là gì? Là mọi lý thuyết chỉ là màu xám, chỉ có cây đời là mãi xanh tươi thôi. Đấy là cái điều rất là tuyệt vời mà chúng ta cần phải hiểu trong cuộc sống để có thể lựa chọn được những cái bài học và những cái kiến thức để áp dụng cho riêng mình. Thì ngày hôm nay thì ban tổ chức không thể kết luận và đưa ra được cho anh chị những cái thông điệp mang tính chất là giải đáp được cho từng doanh nghiệp. Tuy nhiên có một số bài học mà Tưởng nghĩ rằng có thể gợi mở được qua cái sự chia sẻ của 5 anh chị diễn giả cũng như là tất cả các anh chị bên dưới chúng ta đã nói. Cái đầu tiên là chúng ta không phủ nhận được cái sự khó khăn của nền kinh tế trong năm 2023. Đấy là cái bức tranh chung. Còn có thể đối với từng doanh nghiệp, từng ngành, từng lĩnh vực thì có rất nhiều cái cơ hội, đặc biệt là khi cái làn gió xuôi mà thị trường Trung Quốc đã mở cửa sau hơn 2 năm là Zero Covid thì cũng có thể là tạo ra nhiều thuận lợi khác. Nhưng bức tranh chung đấy là rất là khó khăn, đúng không ạ? Tuy nhiên thì với những cái gợi mở của các anh chị diễn giả, chúng ta thấy rằng như anh Hải nói rằng là khi khó khăn thì ông càng phải tập trung. Và đấy là cái điều kiện rất là quan trọng để ông thay đổi và ông bứt phá. Và đây cũng là một cái lời khuyên mà có lẽ là ban thể thao rồi là câu lạc bộ gốp là cũng cân nhắc một tí, đúng không ạ, cho 2023, đúng không, để làm sao chúng ta có những hoạt động thiết thực. Và cái điều rất là quan trọng là khi gặp khó khăn và khi gặp thách thức thì cái việc chuyển đổi tái tạo, đúng không anh Thông, là một điều cực kỳ quan trọng. Thực ra thì đấy là cái chủ đề mà Tưởng cực kỳ thích nhưng chúng ta không có đủ thời gian. Khi mà
không có cơ hội nào tốt hơn khi chúng ta có thời gian, chúng ta có tư duy suy nghĩ để lắng đọng và nhìn lại toàn bộ cái chặng đường phát triển những lúc khó khăn, thì cái cơ hội để tái tạo và chuyển đổi cũng là một cái thông điệp rất là tuyệt vời anh chị. Nên cân nhắc với những cái sự chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong bối cảnh hiện nay là một cái việc có thể giúp doanh nghiệp chuyển mình và nắm bắt được nhiều cơ hội. Bên cạnh đó thì một yếu tố mà anh Phú nói tưởng cực kỳ là tâm đắc, mà có lẽ là chính trị có một câu rất là hay là then chốt của then chốt, tưởng không biết là nói về cái gì, nhưng trong quản trị doanh nghiệp là như vậy. Quản trị là then chốt của then chốt, nó vẫn là cái nền tảng rất là quan trọng. Các anh chị hãy cố gắng ở đây, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cũng như là Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội tạo ra cái môi trường học hỏi giao lưu với những cái người anh rất là lớn như thế này và những cái cơ hội khác để giúp anh chị học hỏi, thay đổi và chúng ta quản trị doanh nghiệp ngày càng bài bản. Tức là nội công mà càng thâm hậu thì nếu như có chiêu thức gì mà cần học từ các anh thì cũng sẽ dễ hơn, đúng không ạ? Và cái điều rất quan trọng nữa mà anh Phú nói tưởng rất là thích, đây là cái điều mà doanh nghiệp, doanh nhân và cộng đồng kinh tế và môi trường kinh doanh Việt Nam nói chung cần phải thay đổi rất là nhiều, đó là cái chữ tín trong việc xây dựng không chỉ là của cá nhân đâu, mà của cả cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân. Và cái chữ tín đó thì nó cũng là một cái cánh cửa đôi khi lại mở ra rất nhiều cơ hội cho anh chị trong khó khăn khi rất nhiều người muốn giúp đỡ. Tưởng vẫn nhớ câu chuyện của ông Donald Trump, đúng không ạ? Khi mà phá sản thì ông ấy không còn cái gì cả, nhưng chỉ bằng cái tín chấp thôi, đúng không? Ngành ngân hàng gọi là tín chấp cá nhân, ông đã đến và đặt vấn đề với các doanh đối với các nhà đầu tư và ngân hàng rằng hãy đầu tư vào tôi. Và như vậy là khi mà khủng hoảng qua đi thì ông lại trở thành tỷ phú, tức là ông chỉ vay bằng cái sự uy tín cá nhân của ông. Và đây cũng là một cái thông điệp rất là quan trọng thì ban tổ chức muốn gửi gắm tới các anh chị. Và do thời gian có hạn, chương trình cũng xin được kết thúc tại đây. Và một lần nữa thì tưởng thay mặt cho những người làm tổ chức xin cảm ơn rất là chân thành tới 5 vị diễn giả ở đây, xin được cảm ơn sự chia sẻ của tất cả các anh chị em ở bên dưới. Chúng ta có tiếp tục một cái ngày hội xuân đoàn viên rất là tuyệt vời và hẹn gặp lại các anh chị trong buổi tối ngày hôm nay trong chương trình Gala Dinner. Và chúc cho tất cả các anh chị chúng ta sẽ đồng lòng quyết tâm, bản lĩnh và thể hiện được cái tâm tầm trí tuệ của doanh nhân trẻ để làm sao mà chúng ta vượt qua được mọi khó khăn thử thách và đón nhận những cơ hội để ngày càng vươn lên và phát triển. Xin cảm ơn và xin cảm ơn một lần nữa, xin cảm ơn, một tràng pháo tay nữa dành cho tất cả các anh chị diễn giả, đúng không ạ?